Kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lễ Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, bậc A-la-hán đã từ bi dừng lại chánh Phật Pháp. Giờ thầy sẽ trả lời. Ở đây thì cô An Tịnh có hỏi thầy trong cái sự tu tập qua cái sự thưa hỏi trong cái tập nhật ký thời khóa thì thầy thấy có những cái điều kiện rất là đáng lưu ý. Ở đây thầy xin đọc lại một cái đoạn này. Bạch thầy, còn về định niệm hơi thở, thầy dạy con tập xuất nhập theo hơi thở. Con tu tập đầu tiên con thở bình thường là 30 hơi thở. Sau con tác ý hãy thở chậm và nhẹ từ 10 đến 15 phút thì con lại tác ý thở lại bình thường 20 hơi thở rồi xả ra thư giãn. Một lúc sau con đứng dậy đi kinh hành và cứ như thế con tu tập hơi thở rất chậm nhẹ và có sự an ổn thân tâm. Về xuất nhập với hơi thở con cũng đã thuần thục. Như vậy con tu tập có đúng không? Thưa thầy, bạch thầy, còn về định niệm hơi thở, con cứ tiếp tục ở hơi thở chậm nhẹ 5 giây, mãi đến khi không tầm không tứ, để tự các hành nó ngưng, hai con còn phải làm gì nữa? Xin thầy dạy cho con để con tiếp tục tu tập. Ở đây về cái phần mà cô An Tịnh hỏi á, thì tập mà xuất nhập theo cái hơi thở mà con trình ở đây thì rất đúng, là gì chúng ta vào thì chúng ta hơi thở bình thường, vì cái hơi thở mà từ lâu chúng ta tập thường như hàng ngày chúng ta sống, đó là chúng ta vào cái hơi thở bình thường, rồi bắt đầu từ cái hơi thở bình thường đó chúng ta mới điều khiển, chúng ta mới hướng tâm nhắc hơi thở chậm và nhẹ, thì bắt đầu nó thở chậm và nhẹ xuống và chúng ta ở trong cái hơi thở chậm và nhẹ đó khoảng độ 10 15 phút. Ví dụ như bây giờ con cho nàng tu 15 phút thì khi bắt đầu mà vào tu đó con sẽ tu khoảng cái thời gian là đầu đó con sẽ tu là 30 hơi thở bình thường, hoặc là có thể con tu 5 phút hơi thở bình thường, rồi bắt đầu từ cái hơi thở bình thường đó con mới hướng tâm nhắc nó hơi thở chậm và nhẹ. Thì trong cái thời gian mà hơi thở chậm và nhẹ cho đến cái mức độ nào đó thì con thấy nó không còn cái sức mà có thể chậm và nhẹ nữa được, thì con ở tại cái dạng mà chậm nhẹ của hơi thở đó. Lúc bây giờ nó sẽ kéo dài, trước kia mình ở hơi thở bình thường là 5 phút, bây giờ có thể là 10 phút hay 15 phút của hơi thở chậm nhẹ này. Đó là cái thời gian mà có thể quy định cho con tu trong thời gian đó. Và sau cái thời gian mà thở chậm nhẹ như vậy đó thì bắt đầu con sẽ trở ra cái hơi thở bình thường, thì khoảng độ 5 phút rồi mới xả nghỉ. Thì cộng lại như bây giờ là nếu mà cái hơi thở bình thường á, đầu vào 5 phút rồi xả ra cũng ở trở về hơi thở bình thường là 5 phút, tức là 10 phút hơi thở bình thường. Cái đó khoảng thời gian ở trong hơi thở chậm và nhẹ nó khoảng là 10 hay hoặc là 15 phút, thì như vậy là tổng cộng là 20 phút hoặc là 25 phút. Phải không? 25 phút. Nhưng mà cái khoảng thời gian của hơi thở chậm và nhẹ đó thì nó 10 hay hoặc 15 phút, thì quyết định chọn lấy 10 phút hay là 15 phút, cái nào cho ra, chứ không có thể bữa nay là 10 phút rồi lát nữa là 15, hoặc ngày nay là 10 phút ngày mai là 15 phút không được, mà phải chọn lấy ở bây giờ 10 phút là 10 phút. Còn cái kia vô 5 phút rồi xả ra 5 phút rồi xả ra đi kinh hành, còn ở trong hơi thở chậm và nhẹ đó thì 10 phút, thì cứ tu tập 10 phút để rồi trong cái khoảng thời gian 10 phút đó chúng ta nghiệm xét coi coi cái thời gian 10 phút đó hoàn toàn chúng ta có diệt tầm tứ được hay không, còn có vọng tưởng, còn có tác ý hay không. Nếu mà nó không có một niệm vọng tưởng nào hết, hoàn toàn không có ở trong cái 10 phút mà của hơi thở chậm và nhẹ đó, thì lúc bây giờ chúng ta có thể tăng lên, tăng lên. Và vì bây giờ ví dụ tăng lên cái thời gian dài, tăng lên đặng cho cái khi mà chúng ta dùng pháp hướng để cho nó tịnh chỉ cái hơi thở chậm và nhẹ nữa đi tới nữa, chứ không thể ở đó mà nó ngưng các hành hết được đâu, nó chưa đâu. Cái chỗ mà nó chậm nhẹ ở cái chỗ mới mình từ cái hơi thở bình thường mà đi đến cái chỗ mà cái hơi thở mà chậm nhẹ mà khoảng 10 phút á, thì nó chưa ngưng đâu. Vì vậy mà chúng ta không thể hướng tâm nó ngưng được, mà chúng ta còn tiếp tục cho nó coi thử coi tầm tứ nó hết không. Nếu mà tầm tứ nó hết á, thì bắt đầu chúng ta ở trong cái khoảng 10 phút đó chúng ta có thể tăng lên 5 phút nữa, hay hoặc là tăng lên 10 phút nữa. Nghĩa là bây giờ chúng ta chọn lấy 30 phút, đầu thì 5 phút, sau xả ra cũng trở về 5 phút hơi thở bình thường, thì đoạn giữa nó phải có khoảng thời gian là 20 phút. Bây giờ mới có 10 phút à,
Con hiểu không? Bây giờ chúng ta có lấy cái thời gian là 20 phút. Trong 20 phút này chúng ta nằm ở trên cái dạng này để mà chúng ta có thể điều khiển cái hơi thở bằng cái pháp hướng cho nó chậm và nhẹ, hay hoặc là nó ngưng. Hay hoặc là chúng ta dùng cái này để mà chúng ta tu tập, để chúng ta tỉnh thức ở trong cái giấc ngủ mà chúng ta không còn mộng mị chiêm bao, để chúng ta xả 18 lại tưởng. À, con hiểu không? Bây giờ từ cái chỗ hơi thở bình thường đó, là chúng ta lấy cái căn bản của hơi thở bình thường đó, chúng ta cho rằng 5 phút đầu và 5 phút sau chúng ta thấy rằng mình thở hơi thở bình thường, không có một cái tầm. Tứ thì nó có, nhưng mà tầm bây giờ nó không có, tức là vọng tưởng không có xen vô trong đó được. 5 phút hơi thở bình thường, và cái khoảng mà cái hơi thở chậm và nhẹ đó 10 phút hay hoặc là 20 phút. Không, các con lưu ý cái phần này, trong cái khoảng này, cái thời gian này 10 phút hoặc là 20 phút này á, thì cái khoảng này nó đủ cái thời gian để mà chúng ta hướng tâm nằm trên cái sự yên lặng không tầm tứ này, chúng ta hướng tâm, chúng ta nhắc nó tịnh chỉ, hoặc là nó chậm và nhẹ nữa, hơi thở chậm và nhẹ nữa, để từng đó nó chúng ta sai bảo điều khiển cho cái hơi thở nó đi dần. Nhưng mà khi đó chúng ta phải nằm ở trên cái hơi thở này và cái sự yên lặng của cái hơi thở này để mà chúng ta dùng cái pháp hướng để cho nó chậm và nhẹ nữa, đặng chúng ta phát toàn bộ các 18 cái lại tưởng. Vì vậy mà lúc bây giờ như vậy là chúng ta tập khi nằm ngủ á, thì chúng ta lại tập tỉnh thức ở trong khi ngủ, để cho đứng luôn lúc nào chúng ta không có ngủ. Vì vậy mà không có ngủ tức là không mộng mị, mà không mộng mị tức là chúng ta đã xả các trạng thái tưởng. Cho nên khi mà chúng ta hướng tâm để cho các hành ngưng, hơi thở ngưng mà nhập tứ thiền, thì đương nhiên chúng ta phải hết mộng, hết hết mộng, hết chiêm bao. Chứ còn chiêm bao tức là còn trạng thái tưởng thì chúng ta không có thể nào mà hướng tâm mà ngưng các hành được, ngưng hơi thở được đâu. Bởi vì cái người mà nằm ngủ mà còn chiêm bao tức là chưa tỉnh thức, mà nằm ngủ mà không có chiêm bao tức là người đó ngủ mà không ngủ tức là tỉnh thức. Mà tỉnh thức được rồi thì nó mới là xả được hỷ, mà xả được hỷ thì mới có thể nhập tam thiền thôi. Và nhờ cái xả cái hết mộng rồi đó, thì đương nhiên là cái trường hợp đó là chúng ta tương đương với tam thiền. Vì vậy mà từ chỗ tam thiền đó chúng ta nương vào cái hơi thở này mà chúng ta hướng nó, cho nên đến khi đó cái hơi thở nó ngưng nghỉ, là các hành ở trong thân về hơi thở nó ngưng nghỉ, thì chúng ta nhập tứ thiền. Con hiểu không? Nhưng mà chúng ta chỉ có 20 phút thôi, từ năm hơi thở đầu bình thường và thả xả ra, thì năm hơi thở xả ra thì có 10 phút là của hơi thở bình thường, tức là cái hơi thở của sơ thiền. Và đồng thời khi mà cái hơi thở bình thường hiện giờ là chậm nhẹ, là cái khoảng đó là cái khoảng hơi thở của nhị thiền. Con hiểu chưa? Vì vậy mà cái khoảng hơi thở của nhị thiền này chậm nhẹ trong cái khoảng này thì chúng ta lại tịnh chỉ các mộng tưởng, tức là không còn cái chiêm bao nữa. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tỉnh thức khi chúng ta nằm như thế này, mà chúng ta vẫn biết hơi thở ra vô, thân của chúng ta không còn nghe thấy âm thanh gì hết, hoàn toàn nó ngủ mà chúng ta rất tỉnh. Thì lúc bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta đã ly hỷ hết rồi. Mà ly hỷ hết thì tức là chúng ta tương đương, mặc dù cái hơi thở chậm nhẹ này không phải là cần phải chậm nhẹ nữa. Cũng như bây giờ cái hơi thở còn chậm nhẹ khoảng độ 5 giây hay hoặc là 6 giây không, mà cái độ nhẹ nó gần như là con không cảm giác cái hơi thở nữa được, nhưng con vẫn biết hơi thở chứ không phải không biết. Do đó thì có thể con phá được cái mộng, cái chiêm bao, thì lúc bây giờ thì cái hỷ con sẽ xả được. Mà con xả được thì lúc bây giờ ở cái trạng thái khoảng độ 20 phút đó đó, con có thể hướng tâm nó tịnh chỉ các hành, nó tịnh chỉ hơi thở nó ngưng, thì con sẽ nhập được tứ thiền. Nên đâu có cần con phải nhập vào tam nhị thiền hay tam thiền làm gì, nhưng mà ở cái dạng đó con vẫn biết rằng con sẽ xả được cái hỷ, hay hoặc là con diệt tầm tứ. Con diệt tầm tứ là con ở trong hơi thở đó, con thấy trong cái khoảng hơi thở đó con thấy hoàn toàn là con thấy không có tác ý nè, không có tầm, không có vọng tưởng nè, nó chỉ có 10 phút thôi, hay hoặc là 20 phút thôi, đâu có gì nhiều đâu. Cho nên do đó mà con sẽ tiến tới cái chỗ mà có thể làm chủ được cái sống chết rất là dễ dàng. Nhưng vì dù sao thầy cũng nhắc lại là chúng ta phải cố gắng tu tập cái định vô lậu, cái định chánh niệm tỉnh thức, tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ nữa. Những cái phần này là phần rất quan trọng để chúng ta xả cho hết cái hỷ đó, 18 cái lại hỷ. Thì mà 18 lại hỷ thì chúng ta mới vượt qua được tam thiền, chúng ta mới nhập tam thiền, chúng ta mới vượt qua nó, chúng ta mới nhập được tứ thiền. Còn chiêm bao còn mộng mị thì không thể nào mà nhập tứ thiền được. Đó, thì hôm nay thầy trả lời cho con nhớ kỹ chưa? À, về tập như vậy chứ đâu có tăng thêm làm gì. Tăng thêm thì ông tưởng tùm lum hết rồi, tầm tứ không rồi tăng thêm nó mất công, phải không? Rồi bắt đầu hỏi lại, nghĩa là trong khi mà con dùng cái pháp hướng thì nó là tác ý ra, thì nó chưa phải là đúng cái chỗ mà diệt tầm tứ, cho nên trong khi con thử
Con thử trong cái thời gian mà thử để coi mình có thể đi tới cái chỗ cái dạng nào ở trong cái bốn cái thiền định này, coi mình có thử, coi mình ở trong hơi thở này mình có phải là nhập được sơ thiền hay không. Bởi vì sơ thiền thì diệt tầm tứ, mà giờ con cứ nằm đó con tắt ý hoài á thì tầm nó không có, mà như tắt ý hoài thì như vậy là con chỉ ở trong cái dạng của sơ thiền chứ đâu phải là nhị thiền được. Cho nên bây giờ con về cái hơi thở bình thường con thở không, rồi bắt đầu con trong vòng 5 phút con mới hướng tâm, con nhắc cái hơi thở chậm và nhẹ, thì đó là cái hướng tâm, tức là con còn tắt ý đó. Cho nên bây giờ lúc bây giờ đó con mới thử, mình không tắt ý thử coi cái trạng thái yên lặng này nó như thế nào. Do đó con thấy rõ ràng là cái tâm con nó biết hơi thở ra và biết hơi thở vô rất, nhưng mà con không khởi nghĩ một cái gì hết mà không tắt ý ra. Thì khoảng độ 10 phút hay là 20 phút con thấy hoàn toàn là không có gì hết, tức là không có pháp hướng gì. Như vậy là con đã đạt được cái nhị thiền rồi. Mà nếu mà con cứ con tắt ý hoài thì tức là dù cái hơi thở chậm của con đi nữa, nó không có cái hơi thở bình thường nhưng mà vẫn còn tắt ý đó, thì nó có một cái định, nó vô tầm mà hữu tứ, tức là thầy có dạy rồi mà, có cái định nó có, nó không có tầm nhưng nó còn tứ, tức là dùng cái pháp hướng mà tắt ý ra đó thì nó không tầm nhưng nó có tứ, thì nó chưa phải là nhị thiền, vì nhị thiền nó tầm tứ nó phải diệt. Cho nên mình muốn thử coi cái tâm của mình nó còn tầm tứ không, thì do đó mình mới xả cái pháp hướng đi, thì mình mới xem xét suốt cái thời gian 5 phút, 10 phút, 20 phút đó mình thấy hoàn toàn không có. Thì như vậy là mình biết rằng cái giai đoạn của nhị thiền mình có thể đạt được rồi. Chứ mình không cần nhập nó trong đó đâu. Mình chỉ còn nương cái đối tượng của hơi thở mà, chứ phải chi mình xả hơi thở sao mình nhập nhị thiền. Không, nhưng mà mình thấy rằng không có tác ý, không có tầm ở trong đó, không có tứ ở trong đó, thì mình biết rằng mình đã nhập nhị thiền. Mặc dù là còn cái đối tượng của hơi thở, tức là còn nhất niệm, nhưng mình vẫn biết được cái tâm của mình rồi. Do vì vậy đó thì mình không có cần mà nhập nhị thiền, nhưng mình biết là cái trạng thái ở cái trạng thái mà thanh tịnh yên lặng không tầm tứ này là cái trạng thái của nhị thiền. Vì vậy mà lấy cái trạng thái đó để nằm đó để mà hướng tâm, để phá đi cái làm cho cái tâm của mình nó tỉnh, để mà nó phá các cái loại tưởng, nó làm cho chúng ta không có chiêm bao nữa, nó hết sạch chiêm bao, cho nên khi ngủ nó như thức, nó không còn ngủ nữa. Do vì vậy đó mà chúng ta mới tiến tới mới nhập tam thiền mới được. Cho nên vì vậy mà tam thiền thì không có cần mà phải coi còn vọng tưởng hay tầm tứ nữa, vì tam thiền hoàn toàn là nó không có tứ mà không có tầm, phải không? Nhưng mà trong lúc này thì trong lúc trên con đường đi thì chúng ta phải dùng pháp hướng, cho nên nó phải có tứ, nhưng mà chúng ta muốn bỏ nó hồi nào thì nó cũng dễ dàng thôi, bởi vì mình hướng tâm, mình làm chủ, mình hướng mà, chứ phải nó tự đâu mà nó tác ý ra đâu, con hiểu chưa? Cho nên bây giờ mình biết được thì mình hướng tâm, mình nhắc để cho mình giúp cho cái tâm của mình nó tỉnh thức, để cho nó ngủ mà nó tỉnh, nó không có bị mê, nó không bị chiêm bao, do nó hết sạch chiêm bao rồi, nó ngày này qua ngày khác nó nằm ngủ mà nó không có chiêm bao nữa, thì biết rằng nó đã ly tất cả các hỷ hết rồi. Mà ly các hỷ thì tương đương là chúng ta đã nhập tam thiền, hiểu chưa? Chứ bây giờ cái nhị thiền thì con phải coi tầm và tứ, con mới biết là không tầm không tứ thì nó mới nhập nhị thiền. Mà đến cái trạng thái của tam thiền thì con thấy rằng ngày này qua ngày khác con nằm ngủ mà con không thấy chiêm bao, thì con biết rằng con đã nhập tam thiền, phải không? Bây giờ các con bình thường là các con cứ nằm ngủ mà con không chiêm bao là các con biết con đã nhập tam thiền đó. Mặc dù con không nhập tam thiền nhưng mà cái trạng thái không chiêm bao là con người các con không chiêm bao là cái trạng thái của tam thiền, các con hiểu chưa? Rồi bây giờ đó bác có con biết là cái mình đã ở trong cái tam thiền rồi thì bắt đầu các con sẽ tiếp tục để mình tịnh chỉ các hành, cái hơi thở ngưng để cho mình nhập tứ thiền, các con hiểu chưa? Cho nên bởi vì con mới tu tập, bây giờ con ở trong 10 phút nè mà con thấy còn có tứ hay còn tâm thì nó chưa xong, cho nên tăng lên thì con chế được, tăng lên không làm chủ nổi đâu. Cho nên mày ở cái thời gian ngắn này mình tập rồi mình xét xét coi có được không, được thì mình mới tăng lên cho đúng 20 phút thôi, không được tăng nhiều, tăng 1 giờ 2 giờ làm gì. Chỉ giữ cái chỗ này mà tu cho sạch, như cổ bảo là tu sao mà cho nó đừng có vọng tưởng, đừng có tầm tứ ở trong đó mình mới tăng, chứ dội tăng quá rồi cái bắt đầu nó tầm tứ nó tác động ở trong đó tùm lum ra thì con tu con dậm chân tại chỗ mất đi. Thay vì cái thời gian bây giờ ở đó con cho cái trong cái tập nhật ký thời khóa con ghi là 10 10 phút đến 15 phút phải không? Nhưng bây giờ thầy lấy cho con là 10 phút thôi. Sau khi 10 phút con xác nghiệm được thì con có thể con tăng lên 20 phút là cao, chứ không được tăng nữa. Và ở trong 20 phút này đủ sức có thể mà chúng ta phá được cái mộng tưởng, cái chiêm bao. Mà phá được mộng tưởng thì chúng ta mới tiếp tục, chúng ta mới phá các hành, hơi thở mới ngưng. Nó phải đi lần lượt, chứ còn chiêm bao mà con đòi mà phá các hành thì phá không được đâu. Tam thiền chưa được mà đòi tứ thiền sao được? Nhảy lớp đâu có được, nhảy lớp học không nổi á.
Hiểu chưa? Rồi bây giờ còn hỏi gì nữa không? Này mấy con nghe đây. Bởi vì á không có thể nào mà các con cứ nương vào cái hơi thở mà hít vô mà thở ra mà gọi là ngủ mà nó hết chiêm bao đâu, không phải đâu. Các con lưu ý cái phần này nè. Cái phần mà ngủ không chiêm bao đó là do các con tu cái định chánh niệm tỉnh thức. Hằng ngày các con đi kinh hành hoặc làm công chuyện gì đó, các con luôn luôn giữ cái tâm mình tỉnh thức ở trong các hành động của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các con tu cái định sáng suốt hay là cái định chói sáng đó. Cái định đó nó làm cho các con giữ được cái tâm thanh thản, cái tâm vô sự. Nó làm cho các con luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức ở trong đó. Đó là hàm cái thứ nhất là định chánh niệm tỉnh thức rồi chứ gì. Cái thứ hai là cái định sáng suốt, nó làm cho các con luôn luôn giữ được cái tâm thanh thản của mình liên tục, tức là phải tỉnh nó mới liên tục được. Đó là hai cái định. Và cái cuối cùng thì các con lại dùng cái hơi thở trước khi đi ngủ, trước cái giờ đi ngủ. Thí dụ bây giờ 10 giờ các con đi ngủ thì các con phải dành nó ra 5 phút, 5 phút đầu tiên để mà tập luyện cái tâm của các con. Bây giờ các con đặt cái niệm hơi thở trước mặt nè, các con nằm xuống về các con đặt cái niệm hơi thở nè, các con nhắc cái tâm, ám thị cái tâm con trước nè. Bây giờ cái tâm chưa phải là lúc đi ngủ, mặc dù đây là 10 giờ là đi ngủ, nhưng trước khi đi ngủ phải 5 phút tỉnh thức ở trong giấc ngủ. À, con nằm xuống nè, bắt đầu phải thở 5 phút nè. Cái tâm phải biết hơi thở ra, tôi biết tôi thở ra, hơi thở vô, tôi biết tôi thở vô. Và con nhắc nó như vậy cho đến khi đúng 5 phút rồi con mới xả ra, con không nhắc nữa. Bây giờ cái thân và cái tâm ngủ đi, không có được nương theo hơi thở nữa. Phải hít thở 5 hơi thở rồi ngủ. Bắt đầu con hít hơi thở 1, hơi thở 2, hơi thở thứ 3, thứ 4, con thở nhẹ dần dần cái con ngủ. Đó là con tập con làm chủ cái ngủ. Và đồng thời con tập con tỉnh thức ở trong giấc ngủ. Rồi lần lượt á, con tăng dần lên, tăng dần lên. Con bảo bây giờ cái thân này nè, nằm ngủ nha. Mà cái tâm á, thì phải biết cái hơi thở ra vô chứ không được ngủ. Con nhắc gì con nằm nó cứ nó biết hơi thở ra vô. Mà cái thân á, thì nó ngái ngày khò khò nó ngủ. Như vậy là con đã không, bởi vì cái tâm mà nó tỉnh thức ở trong đó thì nó không có chiêm bao, mà cái thân thì nó ngủ đâu có chiêm bao được. Các con hiểu chưa? Nó ngủ, cái thân nó ngủ. Tại sao con biết nó ngủ? Tại vì cái thân nó ngủ, nó không nghe tiếng động, mà cái tâm thì nó chuyên nhất ở trong hơi thở. Cho nên mình nằm đây mình ngủ, ông Phật ông nằm ông ngủ suốt đêm mà ông ngủ mà ông không có ngủ, ông tỉnh ở trong cái hơi thở của ông. Rồi cho nên ông thức dậy thì ông ngồi thiền, mà không thì ông đi kinh hành. Còn mình nằm xuống cái quên mất à. Quên mất hơi cái chiêm bao, chiêm bao cái thấy gì tùm lum đủ thứ hết, dừng chợt giật mình thức dậy thì mới biết nó là chiêm bao. Nhưng mà hầu hết là chúng ta phải tập nó mới được. Thì thứ nhất hồi nãy thầy nói tập chánh niệm tỉnh thức, thứ hai là cái định sáng suốt, thứ ba là tập cho nó ngủ mà tỉnh thức ở trong cái ngủ. Nó ba cái điều kiện tập, chứ không phải bây giờ cứ tập hơi thở không như các con là định niệm hơi thở như vậy rồi nó tỉnh thức không được đâu. Nó như vậy là nó thiếu, nó không đủ đâu, nhớ chưa? Nhớ thì mỗi đêm dậy trước khi ngủ á, phải dành cho nó 5 phút để cho nó tập ngủ trong tỉnh thức cái đã. Bắt đầu cái thân nó nằm ngủ đi, mà cái tâm á, thì phải biết hơi thở nha, 5 phút á. Mà sau 5 phút rồi ta cho luôn cả thân và tâm ngủ cho mình quên luôn. Cứ như vậy đó, tập riết nó rồi lần lượt rồi tăng dần lên. Tới khi đó cho bây giờ cái thân á, thì bắt đầu ngủ đi, ngủ tới 2 giờ thức dậy nha. Còn cái tâm á, thì phải biết hơi thở. Cho tới chừng 2 giờ thì tao biết dậy thì dậy đi chứ không có ngủ nữa. Đó mình tự tập luyện để mình sai nó mà. Vì vậy cho nên bây giờ mình dùng cái pháp hướng. Tại sao con bây giờ con nằm xuống con dễ ngủ lắm? Vì hồi từ hồi 7 giờ cho đến 10 giờ đã mình đã tu tập, mình đi kinh hành rồi nó cũng đã mỏi mệt rồi. Nằm xuống nó dễ ngủ. Do vì vậy đó cho nên khi mà nằm xuống thì mình phải hướng hơi thở ra. Tôi biết tôi thở ra, hơi thở vô, tôi biết tôi thở vô. Rồi mình nhắc nó vậy rồi chừng thở 2-3 hơi thở cái mình nhắc nữa, chứ không nhắc nữa nó ngủ luôn. Nó không biết hơi thở ra vô nữa, nó đi lấy theo hơi thở rồi nó đi luôn, nó không cần biết nữa. Cho nên phải nhớ nhắc cho đến khi đúng 5 phút rồi mới bắt đầu mới nhắc thôi. Bây giờ cái thân và cái tâm ngủ đi, cho phép mày ngủ đi, chứ giờ tao không bắt mày tập trung trong hơi thở nữa. Do đó bắt đầu cho nó thở chừng 5-3 hơi thở cái nó ngủ, mà nó ngủ rất ngon, nó ngủ không chiêm bao nữa đâu. Thì tập như vậy thì các con sẽ làm chủ được cái ngủ, nhớ chưa? Bởi vì trong cái định vô lậu á, nó không phải là cái định sáng suốt, mà nó cũng không phải là cái định chánh niệm tỉnh thức. Cái định mà chánh niệm tỉnh thức á, với cái định mà sáng suốt á, thì nó trợ giúp cho cái định vô lậu để nó phóng ra cái tri kiến mà nó phá cái lậu hoặc, nó làm cho cái tâm chúng ta không còn tham sân si nữa, nó không còn ngủ triền cái, nó không còn thất kiết xử nữa. Cho nên cái tâm nó được an ổn trước mọi cái các pháp, mà nó không bị bị lôi cuốn, nó bị làm say đắm,
Cho nên do vì vậy mà cái định vô lậu nó không phải là một cái định vô lậu, là cái định nó quét sạch cái tâm phiền não, cái tâm đau khổ của chúng ta. Còn cái định sáng suốt, cái định mà chánh niệm tỉnh giác định á, và cái tập mà ngủ tỉnh thức ở trong cái giấc ngủ đó, là để chúng ta có cái sức tỉnh thức để mà chúng ta phóng ra những cái tri kiến giải thoát của chúng ta, để phá đi cái lậu hoặc. Cho nên mấy cái định này nó chỉ trợ giúp cho cái định vô lậu, chứ không phải là cái định vô lậu trợ giúp cho cái này. Con hiểu chưa? Còn cái định vô lậu á, thì nó trợ giúp cho cái định hiện tại an lạc trú. Thế con hiểu không? Bởi vì cái định vô lậu nó mới quét sạch lậu hoặc, nó làm cho cái tâm chúng ta ly dục ly ác pháp, phải không? Cho nên nó mới nhập được sơ thiền. Vì vậy mà cái định vô lậu á, thì nó trợ giúp cho chúng ta nhập cái định hiện tại an lạc trú, tức là nhập bốn thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền. Mà cái định chánh niệm tỉnh thức á, cái định sáng suốt á, dưới cái tập mà tỉnh thức ở trong giấc ngủ á, thì nó chỉ trợ giúp cho cái định vô lậu, con hiểu chưa? Chứ nó không có trợ giúp cho cái định mà hiện tại an lạc trú, mà nó trợ giúp cho cái định vô lậu để quét sạch cái lậu hoặc, làm cho cái tâm ly dục ly ác pháp chúng ta cho đạt được, để mà đi vào trong cái định hiện tại an lạc trú, phải không? Các con nhớ không? Và khi mà tại sao chúng ta lại tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ, là vì chúng ta tập cái tỉnh thức ở trong giấc ngủ á, để chúng ta biết được lúc bây giờ chúng ta tu tập cái định hiện tại an lạc trú đó, nó ở trong cái tam thiền hay là ở cái dạng nào đấy, để mà chúng ta đi tới cái mà chúng ta tịnh chỉ các hành, để mà chúng ta nhập tứ thiền. Chúng ta thấy không còn mộng, mà không còn mộng á, thì chúng ta mới biết rằng mình đã hết chiêm bao. Do đó mình mới biết rằng các loại tưởng mình đã vượt qua được rồi. Còn mình còn chiêm bao, tức là còn tưởng, còn mộng tưởng là còn chiêm bao, mà còn chiêm bao tức là còn còn dục tưởng chưa sạch. Cho nên chúng ta chưa biết, do chúng ta biết còn chiêm bao là chúng ta chưa nhập tam thiền. Mà bây giờ tỉnh thức mà suốt đêm giờ con nằm mà con thấy cái thân nó ngủ mà nó ngáy phò phò, mà nó không hay biết gì hết, mà cái tâm của con cứ luôn luôn cứ biết hơi thở ra vô, thì như vậy là con biết con hết chiêm bao rồi. Mà con hết chiêm bao rồi mà như vậy là con biết con đã ở trong cái trạng thái của một cái người nhập tứ thiền, một trạng thái của người nhập tam thiền. Vì vậy bây giờ con mới biết mình ở tam thiền, thì bây giờ mình đi tới nữa là mình phải nhập tứ thiền chứ. Không lẽ bây giờ mình chưa biết mình ở tam thiền làm sao mình nhập tứ thiền được, phải không? Mình biết mình ở được ở tam thiền rồi thì bắt đầu mình mới hướng tâm, mình nhắc cái hơi thở phải ngưng, các hành ở trong thân phải ngưng, thì lúc bây giờ nó mới ngưng để chúng ta nhập tứ thiền. Còn bây giờ con còn chiêm bao mà con biểu nó ngưng, làm sao nó ngưng? Con còn một cấp bậc quá xa, làm sao nó nhảy tới nó ngưng hơi thở được, phải không? Cho nên vì vậy mà mình tập cái định, mình tập cái ngủ mà tỉnh thức á, để cho mình xác định được cái mức của mình nó hết cái tưởng hay không, xả hết cái hỷ, cái các loại hỷ của tưởng không. Mà nếu mình xả được hỷ rồi thì tức là mình đã nhập tam thiền, mà mình nhập tam thiền thì mình bước bước tới nữa là tứ thiền. Các con hiểu chưa? Nó cụ thể và nó rõ ràng chứ đâu phải là mơ hồ đâu. Cái nào nó ra cái nấy. Còn bây giờ các con biết làm sao mà mình biết làm sao mà mình nhập được tam thiền, mình biết làm sao mà mình đang ở chỗ cái mức nào mà mình nhập tam thiền đây, thì ít ra mình phải nhập nhị thiền. Mà khi trong cái thời gian mà 10 phút này con dùng hơi thở chậm nhẹ hơn hơi thở bình thường rồi, thì biết là hơi thở chậm nhẹ này thì nó phải ở trong nhị thiền chứ gì. Mà bây giờ có biết hết tầm tứ chưa? Mà nó chưa hết tầm tứ là tức là chưa chưa nhị thiền. Cho nên bây giờ hết tầm tứ mà bây giờ con cứ con tác ý hoài, nó không có tầm, mà tác ý hoài thì nó còn tứ thì nó đâu là nhị thiền. Cho nên con phải xả cái tác ý ra, phải không? Con xả cái tác ý ra thì bắt đầu con thấy luôn luôn liên tục với cái tâm của con, với cái hơi thở ra vô trên cái nằm trên cái tụ điểm yên phăng phắc, không có một tầm tứ nào hết, thì biết đó là mặc dù nó còn hơi thở nhưng vẫn biết nó là nhị thiền, vẫn tầm tứ rồi. Vậy cho nên bây giờ con mới tập tới tỉnh thức ở trong cái giấc ngủ. Còn nếu mà nhị thiền chưa được mà con tập tỉnh thức mà giấc ngủ thì tập sao nổi? Con hiểu chưa? Làm sao mà con tỉnh thức nổi ở trong cái ngủ? Bởi vì nhị thiền là tầm tứ chưa diệt, mà bây giờ con nhập con tập tam thiền là tập sao được? Làm sao hỉ được, làm sao ly được cái giấc mộng con được? Cho nên phải biết cái trình độ của mình ở mức độ nào mình mới tập nó tới. Cũng như bây giờ con học lớp 1 được rồi, con mới lên lớp 2, còn đằng này lớp 1 con chưa xong mà con nhảy lên lớp 2 con tập thì chuyện đó đâu có được. Hiểu chưa? Cho nên khi đó chỉ ở trong vòng 10 phút, 20 phút là chúng ta đã xét chúng ta đã được ở cái định nào, và bây giờ chúng ta tiến tới để tu tập cái định nào. Cũng như bây giờ muốn nhập tam thiền thì phải tu tập trong cái tỉnh thức ở trong giấc ngủ. Thân ngủ mà tâm nó vẫn biết, vẫn tỉnh tháo thì biết rằng chúng ta sẽ nhập tam thiền được. Còn bây giờ chúng ta ở trong cái dạng của sơ thiền mà chúng ta biết được cái tâm chúng ta có được ở nhị thiền hay không, là chúng ta xem coi thử coi nó còn tác ý hay không, phải không? Cho nên nó tầm nó không còn, tứ không còn thì biết là nó ở trong cái nhị thiền. Thì bây giờ chúng ta đi tới tam thiền,
Còn bây giờ ở trong cái dạng của sơ thiền mà tầm tứ nó còn, hay hoặc là tứ còn mà tầm hết, thì đây là nó còn ở trong cái định vô tầm mà hữu tứ, thì như vậy là chưa được, chưa phải nhị thiền, cho nên còn ở sơ thiền. Vì vậy mà cố gắng phải ly dục ly bất thiện pháp nữa, phải tập tu tập cái định vô lậu để quét sạch cái này ra hết, thì tức là mới trọn vẹn được cái chỗ ly dục ly bất thiện pháp, để cho mình có sơ thiền. Mà khi sơ thiền được rồi thì cái nhị thiền nó mới được. Các con hiểu chưa? Chứ bây giờ các con chưa ly này mà các con vội cho nó diệt tầm tứ để mà nhào vô nhị thiền thì không bao giờ được hết. Nó vẫn còn vọng tưởng lai rai, chưa hết đâu. Đó, các con hiểu chỗ đó không? Đó là cái chắc chắn, là con đường tu tập, cái sự mà suy xét chắc chắn là phải như vậy. Thường thường á, là các con tu cái định mà để phá cái si á, là cái định chánh niệm tỉnh giác định, tu ở trong các hành động, cho nên cái buồn ngủ á, nó sẽ không đến với các con được. Phần nhiều mà các con thấy rằng khi mình nằm xuống cái mình ngủ, hoặc là mình ngồi ghế rồi một hơi mình giữ tâm thanh thản hơi, cái nôn lặng ngủ đó, là cái niệm si nó vẫn còn, nó chưa hết đâu. Cho nên vì vậy mà thường xuyên cái người mới tu thì nên thường là chúng ta nên đi kinh hành, đi kinh hành để tập tỉnh thức ở trong cái hành động hàng ngày, hoặc làm công việc gì mỗi ngày chúng ta làm cái gì chúng ta liên tục ở trong cái hành động, vì cái hành động đó nó sẽ phá cái si. Và không phải là cái niệm si nó phá, là phần nhiều là chúng ta ngồi không nó hay có cái buồn ngủ, mà chúng ta làm công việc nó ít có buồn ngủ. Do đó chúng ta nên làm công việc mà tập tỉnh thức ở trong công việc đó, cho nên cái niệm si lần lượt nó sẽ không còn có nữa, cái niệm buồn ngủ nó không còn có nữa. Đây là mới cái giai đoạn mà phá hôn trầm thùy miên thôi, tức là cái người mới tu là phải phá cái đó. Thì cái giờ giấc của cái người tu đó phải nghiêm chỉnh, nghiêm chỉnh, chứ không thể nào bây giờ mình buồn ngủ cái mình ngủ giờ này thì mình nói để cho khỏe rồi mình tu, không có được. Tu như vậy sai. Bây giờ thí dụ như các con mới tu nè, 7 giờ cho đến 9 giờ nè, đúng phải đến 9 giờ mới đi ngủ, không? Rồi 2 giờ dậy cho đến 5 giờ sáng đi ngủ. Giờ nào nó phải ra giờ nấy, chứ không có được mà giờ này trước giờ kia sau, hay bữa nay thì ngủ trước, bữa mai thì ngủ trễ, thì không có được. Giờ giấc phải nghiêm chỉnh để làm gì? Để cho cái mặt mà buồn ngủ á, nó mới lòi ra. Cái mặt mà nó ngu si nó mới lòi ra. Và lòi ra thì chúng ta mới tập đi kinh hành. Trong khi ban đêm chúng ta cũng phải đi nữa. Đi chừng nào mà hết cái giờ đó rồi chúng ta mới vô ngủ. Và đồng thời khi mà vô ngủ nó không ngủ đâu, nó nằm đó đó chứ nó không ngủ đâu. Vì vậy mà chúng ta phải tập để hướng tâm để dạy cho nó ngủ, nó ngủ cho đúng giờ đúng khắc. Một thời gian sau cả nó mới có đúng giờ đúng khắc. Ví dụ như dậy nó dậy, mà ngủ nó ngủ. Còn mới đầu nó ngủ trật giờ trật khắc, khắc hết, nó không đúng. Cho nên nếu một người tu đúng á, giờ khắc người ta ngủ rất đúng, không có sai nữa. Còn cái người mà tu từ lâu tới giờ mà không có giữ gìn giờ giấc mà nghiêm chỉnh á, thì bây giờ cũng còn ngủ lộn xộn nữa, chưa đúng giờ đâu. Đó, bây giờ cái người mà hiện bây giờ mà trong tu viện chúng ta đó, mà giờ giấc mà ngủ đúng hết á, đúng nhất á, giờ nào ra giờ nấy á, đúng hết á, là chỉ có mặt hạnh thôi. Chứ còn có nhiều người ngủ trước ngủ sau. À, thế thay vì bây giờ mới có còn 10 phút nữa thì nó buồn ngủ rồi, nó thôi bây giờ gần 10 giờ thôi đi ngủ trước chút không sao đâu. Nhưng vậy cũng sai nữa. Bởi vì giờ giấc nghiêm chỉnh, đúng 10 giờ là đúng cái kim chỉ, đúng là 10 giờ, hắn hồi đúng 10 giờ là đi ngủ, mà còn 3 phút chưa đúng là vẫn còn đi kinh hành, chứ còn không có, không nói bây giờ buồn ngủ quá trời rồi thôi để có 3 phút không có sao đâu vô ngủ, cũng không được nữa. Phải cương quyết là nghị lực như vậy đó, thì chúng ta mới có thể làm chủ được cái ngủ, cái si mê của chúng ta. Cho nên thầy nói bây giờ đó, thí dụ như muốn ngủ hồi nào đúng giờ là ngủ, mà không đúng giờ là không ngủ, thì cái người đó đã luyện tập trong một thời gian rất là thuần thục, ít ra cũng 2-3 năm mới được làm vậy, chứ không phải là tầm thường đó. Cho nên các con thấy nó không phải đơn giản đâu, cái sự gì cũng luyện tập nó mới trở thành cái chủ động hết, còn không luyện tập là không thành chủ động. Thầy biết ở trong chúng người nào sao thầy biết hết, cái người nào mà luyện được cái gì thì họ tập luyện được cái đó thì họ đạt được cái đó, họ rất mừng cái đó. Nhưng mà cái phần khác họ còn thiếu khuyết chứ chưa phải là thành tựu. Nhưng vậy cho nên chúng ta cái phần nào mà còn thiếu khuyết là chúng ta bổ túc thêm cho chúng ta toàn diện được làm chủ hết, thì cái đó là cái tốt của chúng ta. Cho nên được cái phần nào thì chúng ta tu. Còn mấy con mà tu cứ lừng chừng giờ giấc không nghiêm chỉnh rồi thì sau này nó không nghiêm chỉnh nữa, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Coi vậy chứ giờ giấc rất khó. Thầy nói như thế này nè, nó khôn lắm, cái tâm chúng ta khôn lắm. Tới cái giờ mà nó tới cái giờ mà nó thức dậy á, cái chuông để ở đầu giường của mình á, nó vẫn nghe reo, nó vẫn bóp cái chuông đồng hồ cho nó tắt đi, đặng cho nó ngủ thêm, chứ chưa chắc đã nó thức dậy đâu, nó chưa chịu đâu. Nó khó lắm chứ không phải vậy. Cho nên chúng ta phải hàng phục nó dữ lắm. Sau khi giờ giấc nghiêm chỉnh rồi thì cái sự tập luyện để phá cái buồn ngủ đó, thì chúng ta phải tập cái trên cái chánh niệm tỉnh giác á, chúng ta tập rất nhiều, siêng năng hàng ngày chúng ta phải tập để cho phá. Cũng như bây giờ thay vì cái giờ trưa này chúng ta quyết định không ngủ, thì chúng ta phải làm công việc gì chứ mà chúng ta ngồi bậy bạ hơi nó ngủ á, không có thể nằm mà nói rằng mình thức được đâu. Có bữa thì thức, có bữa nó ngủ á,
nó không có chủ động được, cho nên chúng ta phải nhất quyết là chúng ta phải tập, là phải tập. Bây giờ nói trưa không ngủ là hoàn toàn là trưa nào chúng ta cũng phải tìm mọi cách chúng ta đi kinh hành hoặc là làm cái gì đó rồi chúng ta tu tập cái chánh niệm tỉnh thức ở trong đó, lần lượt chúng ta phá cái hôn trầm mới sạch, cái thùy miên hôn trầm mới sạch, và khi sạch rồi thì nó không có tái diễn nữa, chứ không phải là cột chân cột cẳng hay treo giò chúng ta để cho nó đừng ngủ, không phải đâu. Đừng có làm cái chuyện đó là cái chuyện sai, không có đúng, mà nên nỗ lực tu tập ở trong cái chánh niệm tỉnh thức thì mới phá được cái hôn trầm. Và khi phá được hôn trầm rồi thì nó sẽ được tỉnh thức, nhưng cái thời gian mà chúng ta còn ngủ chứ chưa phải hết ngủ, cái tâm chúng ta còn mê, chưa phải hết mê, vì nó còn 18 cái lại tưởng, cho nên chúng ta phải tập cho cái tâm nó tỉnh thức ở trong khi cái thân nó ngủ, mà nó vẫn thức liên tục ở trong cái hơi thở mà nó không có mê mờ nữa, cho nên nó mới là nhập tới cái tam thiền mới được. À, nó còn có mờ mờ của con thì không được. À, nghĩa là con ngọt nằm ở trên cái ghế này mà con thấy nó mờ mờ, mặc dù nó chưa thật là nó đi vào trong cái hôn trầm ha, hoặc là cái thùy miên, nhưng mà nó còn lờ mờ là cái đó thì con nuôi nó đó, cái đó kêu là kiểu nuôi nó, không có được mà nuôi cái kiểu đó. Bởi vì ví dụ như bây giờ mình vừa nhắc nó tỉnh có chút rồi bắt đầu nó mơ mơ trở lại, rồi nhắc nó nữa, cái đó không có được, cái đó là nuôi cái lười biếng chứ không phải là gì. Bắt đầu từ đó phải đứng dậy khỏi ghế liền tức khắc, thấy nó có mơ mơ mình ngồi mà nó rất tỉnh thì ngồi, mà nó có mơ mơ mà nhắc nó tỉnh chút rồi nó mơ mơ lại thì không có được đâu. Cái này là mình nuôi cái lớn, cái thay vì ngủ thì nó cũng chưa hẳn ngủ mà lại nó sanh ra cái lười biếng đó, cái mơ mơ là cái lười biếng. Cho nên lúc bây giờ cứ đi kinh hành cho thật tỉnh, tỉnh thì tỉnh mà không tỉnh thì thôi, chứ không được mà lúc tỉnh lúc mê đó. Thành ra con tập cái kiểu đó nó trở về vào một cái trạng thái gọi là hôn tịch. Hôn tịch tức là nó mê mờ, nó rồi nó tỉnh, rồi nó mê mờ, rồi nó tỉnh, có lúc thì nó tỉnh, lúc thì nó mê. Đó là không được, tập như vậy là nó đi lọt vào ở trong cái vô ký hôn tịch, nó không đúng rồi. Cho nên xóa bỏ cái đó liền, phải đi kinh hành. Thứ nhất là chúng ta phải đi kinh hành, đi kinh hành cho đến khi mà ngồi lại, bây giờ 30 phút ngồi lại mà chúng ta giữ cái tâm thanh thản liên tục, nó tỉnh táo, nó không có bị mơ mơ chút nào hết thì nó mới được. Còn nó mơ là không được, nó mơ làm lát hơi nữa là nó lặn xuống cái nó chim bao liền, không có được. Cho nên những cái đó là cái coi chừng, mà coi tưởng là mình có thể mình giữ đó nó tỉnh, nhưng mà cuối cùng con tu rất không bao giờ tỉnh đâu. Thời gian hoài mà không tỉnh đâu. Thay vì cứ đi kinh hành cho nó thật tỉnh đi, 30 phút con đi kinh hành rồi con vô con sẽ thấy rất tỉnh. Thà là bây giờ vô tới hết 30 phút rồi vô nằm ngủ là cứ ngủ. Cái đó là con dùng cái định thì nó không buồn ngủ là phải rồi. Con ngồi chơi đó mà nó buồn ngủ là cái giờ đó chưa phải ngủ, mà con ngồi chỉ là xả nghỉ đó, thì cái đó là phải đi kinh hành thôi. Ngồi mà lơ mơ đó thì không phải là tỉnh đâu. Thì tức là phải biết cái đó là cái sai, nó không đúng, thì phải bỏ cái đó, đừng có tu cái đó. Tưởng là mình ngồi chơi, mình giữ nó vậy nó có lơ mơ cũng không sao, không phải đâu. Từ cái định hiện tại an lạc trú con ngồi vô rất tỉnh, không có lơ mơ nè. Đến cái định vô lậu con ngồi đặt niệm, con quán xét cái lậu hoặc nó cũng không có lơ mơ nè. Mà bây giờ xả ra nghỉ, giờ này chưa phải giờ ngủ, mà xả ra nghỉ mà không chịu tỉnh á, thì tức là phải đi kinh hành thôi, chứ còn không có nói chuyện mà ngồi đó mờ mờ được. Đó là phải dẹp cái đó, chứ không khéo ngồi đây nó sanh lười biếng đó, mà nó sanh ra lờ mờ nữa, cái tâm không tỉnh. Cho nên nhiều khi chúng ta lại phí bỏ cái thời gian này quá quý. Thay vì trong cái thời gian kia chúng ta cắt định thì thấy nó tỉnh, mà đến cái thời gian xả nghỉ lại không tỉnh. Cho nên lúc bây giờ chúng ta lại dùng cái định chánh niệm tỉnh giác định, chúng ta đi kinh hành, chúng ta quan sát ở dưới chân của mình, để cho cái thời gian suốt 3 tiếng đồng hồ chúng ta tu tập trong một buổi, hay hoặc là trong một đêm mà chúng ta tu, thì luôn liên tục cái thời gian đó chúng ta không mất cái sức tỉnh của chúng ta. Bởi vì cái tỉnh là đầu tiên mà, tỉnh giác là đầu tiên mà. Còn cái định gì thì kệ chúng ta không biết, nhưng mà sức tỉnh chúng ta phải đạt được. Suốt 3 tiếng phải tỉnh, không được mờ mờ, không được mê mê, không được lơ mơ trong đó. Thì như vậy là cái kết quả chúng ta sẽ vĩ đại sau này. Bây giờ mấy con nghe, trong cái định vô lậu á, thì khi đặt cái niệm gì, khi mà khoanh chân ngồi kiết già, cho nên ở đây á, thì trong cái thời mà Đức Phật á, bảo chúng ta khi mà tu một cái thiền định nào đó, thì chúng ta phải chuyên nhất một cái nơi nó phải thanh tịnh, tức là chúng ta phải chọn một cái nơi để chúng ta ngồi nó yên lặng. Thì bắt đầu mấy con đã có những cái thất yên tịnh rồi, thì bắt đầu mấy con phải ngồi kiết già, rồi mới đặt cái niệm đó ở trước mặt của mình, rồi mới như con trạch pháp ra những cái câu mà để mình quán xét nó vô lậu, để xả danh, xả lợi, xả thương, xả ghét, xả phiền não đau khổ, tất cả mọi cái để xả ra hết. Do đó mình suy tư, mình quán xét tất cả các pháp, rồi quán xét để xả cho sạch, để như vậy vốn có mục đích là hoặc nó hết, tức là chúng ta ly dục ly ác pháp. Con hiểu không? Và cái điều kiện mà con trình bày cho thầy thấy ấy, thì cái về trạch pháp cũng như về cái điều kiện con tu ấy,
thì đúng chứ không có sai. Nhưng mà có cái điều kiện là cái thời gian tu của cái pháp định này cho đến cái pháp định khác, nó phải cho nó rõ ràng ra. Thí dụ như con tu cái định vô lậu xong rồi con phải xả nghỉ một thời gian, kế đó con mới có thể tu tập cái định chánh niệm tỉnh thức. Trừ ra khi nào chúng ta đang bị hôn trầm, đang bị buồn ngủ thì chúng ta phải tu tập cái định mà chánh niệm tỉnh giác định liên tục, không được rời cái định chánh niệm tỉnh giác. Còn tất cả các định khác như định hiện tại an lạc trú về hơi thở, cũng như định vô lậu thì hoặc là định sáng suốt giữ tâm thanh thản, giữ tâm vô sự, thì những cái định đó thì chúng ta tu có cái thời gian nhất định, nó trong mấy phút là bao nhiêu giây đó, rồi chúng ta xả nghỉ. Bởi vì khi chúng ta tập trung mà chúng ta gom tâm tu như vậy nó rất mệt, cho nên phải nghỉ, nó cách ra. Chứ còn tu cái này vừa rồi thì bắt đầu con tu cái chánh niệm tỉnh thức định đi kinh hành con lại quán xét nữa thì nó lộn xộn lắm á. Phải phân biệt cho rõ, vừa đi mà vừa suy nghĩ thì nó lại thật cái pháp môn rồi. Thường thường chúng ta hay đi cũng có suy nghĩ lắm chứ đâu phải không. Cho nên nói mình suy nghĩ vậy chắc là mình tu cái định vô lậu, nó cũng phóng ra những cái tri kiến, trong khi đi nó cũng phóng ra những cái tri kiến suy nghĩ lắm. Nhưng chúng ta tu như vậy nó không có đúng cách, nó không có đúng cách. Bởi vì cái định chánh niệm tỉnh thức nó buộc chúng ta phải tỉnh thức ở trong cái hành động, chứ không có ở trong cái quán được. Chỉ có định mà vô lậu thì mới có dùng cái pháp quán mà thôi, pháp quán và pháp hướng. Còn cái kia nó tỉnh thức ở trong cái hành động rồi nó dùng cái pháp hướng chứ không có dùng pháp quán. Cho nên nó có sai một chút là các con phải thấy được cái chỗ mình tu, cái thời gian nào, cái định nào nó ra cái định ấy. Bây giờ con ngồi hiện tại an lạc trú nè, con nhiếp tâm trong hơi thở nè, thì con phải khéo léo ở trong cái hơi thở cho nó một cách rất là rõ ràng và cụ thể ở trong cái hơi thở của mình, biết từng chút của nó. Cho nên trong kinh điển của Phật thì có dạy, trong cái bài lát nữa rồi các con sẽ nghe, thầy có phân biệt nó có bốn cái định. Bốn cái định mà chúng ta khi tu một cái định nào đó thì chúng ta phải rõ ràng cái định đó. Thầy có giảng cái đó, để rồi bây giờ giảng lại thì nó lại thu vào trong băng, nó lại bị lầm đi, để lát rồi các con sẽ nghe. Bây giờ thì như vậy là con trạch pháp ra những cái câu mà định vô lậu như vậy là đúng rồi. Nhưng có thời gian mà phân định để tu các cái định á thì phải khéo léo hơn một chút, định nào nó ra định ấy, hiểu chưa? Thì như vậy là nó đúng cách rồi. Và mỗi lần mà con tu như vậy là con thấy cái tâm con càng ngày còn có giải thoát, con còn thấy cứ càng ngày càng xả ra, phải không? Như vậy mà từ hôm mà thầy giảng cái giáo án này á, hầu hết là các con đã hiểu được cái định vô lậu. Các con mà tu tập siêng năng mà tu cái định vô lậu mà quán xét đúng trạch pháp ra thì các con xả tâm rất nhiều, làm cho các con không còn thấy cái mạng lưới mà ràng buộc của thế gian, của những người thân của mình, hoặc là tiền tài danh lợi của thế gian nó trói buộc như các con hồi trước nữa đâu. Nó giảm bớt rất nhiều. Đó là cái sự giải thoát mà các con phải chứng nghiệm tự bản thân của các con. Hôm trước thầy có dạy các con thế nào là cái một pháp, nhưng mà hôm nay thì thầy nhắc lại về cái vấn đề này để cho các con biết thế nào là một pháp. Cái pháp mà đầu tiên mà chúng ta biết rằng đó là thứ nhất là ăn, thứ hai là hành. Nghe nhắc đến ăn thì ai cũng ngạc nhiên hết. Có pháp gì mà kỳ cục mà dạy, kỳ cục mà dạy ăn không à, rồi dạy hành không à. Tất cả ở đây các con để ý, tất cả các loài hữu tình do các món ăn mà được an trú. Cái con vật nào mình là mọi người, người nào cũng phải ăn uống rồi mới có thể an trú, mới có sống được. Chứ còn không ăn uống chắc chắn là không thể nào mà sống nổi đâu, phải không? Cho nên ăn là một cái pháp mà rất là quan trọng chứ không phải là không quan trọng đâu. B, tất cả các loài hữu tình do các hành mà an trú. Mà có con vật nào mà không có hoạt động đâu, cái thân nó cũng rung động, nó cũng hô hấp, nó cũng tim cũng đập hết. Không có con vật nào mà không có rung động. Và cái thân của chúng ta nhúc nhích đi tới đi lui là cái này kia đều là động hết. Cho nên phải nhìn chung là các loài hữu tình thì từ cái ăn, từ cái hành mà nó là loài động vật. Như vậy thì chúng ta biết hai cái pháp này nó rất là quan trọng. Vậy thì bây giờ chúng ta hành như thế nào để mà được giải thoát? Bởi vì chúng ta biết là vì hành mà loài hữu tình nó có hành, mà vì ăn cái loài hữu tình nó phải ăn, cho nên ăn như thế nào để mà được giải thoát, mà ăn như thế nào mà không giải thoát. Bây giờ chúng ta ăn mà chúng ta còn thèm ăn thì có giải thoát không? Không có thể giải thoát. Ăn mà không thèm, ăn coi như là một cái thứ thuốc ăn để sống thôi đó, thì cái đó mới giải thoát đó. Cho nên ở đây có một pháp mà rất là quan trọng. Cho nên chúng ta thấy cái về cái ăn chúng ta thấy rất quan trọng. Vì vậy mà ngày chúng ta ăn một bữa mà không thèm ăn,
ăn để sống, cho nên chúng ta thấy cái ăn đối với cái loài hữu tình, con vật cho đến mà con người hiện bây giờ trên thế gian này, người ta quá chú trọng đến cái ăn, cho nên người ta tranh với nhau về cái ăn. Còn chúng ta là người tu sĩ, chúng ta dẹp phớt cái ăn, ăn chỉ để sống chứ không còn quan trọng nữa. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta phải tu tập, phải hiểu biết và tu tập. Cái thứ hai về hành, thì chúng ta biết rằng hành nó có ba chỗ hành: thân hành, ý hành, khẩu hành. Nhưng mà thân hành như thế nào mà để đem lại sự giải thoát? Đời người ta hành không có giải thoát đâu. Người ta đánh lộn, người ta đập nhau, lỗ đầu chảy máu thì làm sao mà gọi là giải thoát? Cho nên ở đây chúng ta hành như thế nào mà giải thoát? Hành tức là chúng ta có ba chỗ hành. Cái thân của chúng ta đừng có làm khổ mình, khổ người. Cái hành động đó đừng có làm khổ mình, khổ người, gọi là hành. Cái miệng của chúng ta hành thì đừng có nói lời nói mà làm khổ mình, khổ người. Đó là hành. Cái ý chúng ta khởi nghĩ thì đừng có khởi nghĩ cái hành động của ý, đừng có khởi nghĩ làm khổ mình, khổ người. Thì như vậy là chúng ta phải biết cái hành nó quan trọng đến mức nào. Cái ăn nó chỉ có một, mà cái hành nó tới ba chỗ lận. Nó như vậy là chúng ta đã biết cái có một pháp mà rất là quan trọng, đó là pháp ăn và pháp hành. Vậy từ đây về sau chúng ta phải cẩn thận trong những cái hành, trong những cái ăn uống đó. Thì đó là những cái pháp mà thầy nhắc nhở cho các con thấy. Và đồng thời trong những cái bài trước thầy có dạy có hai pháp, có hai pháp. Vậy thì hai pháp như thế nào đây? Một, danh và sắc. Những cái pháp này thì theo thầy thiết nghĩ các con phải hiểu danh là cái gì mà sắc là cái gì. Mà ở trong thập nhị nhân duyên đó phải có dạy đó, danh sắc tức là cái bào thai của con người đó, tức là thân và tâm của chúng ta. Sắc là cái thân mà danh là cái tâm của chúng ta. Cho nên do có danh sắc mà có cái sự đau khổ cho chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu danh sắc nó có phải là cái bản ngã của chúng ta không? Có phải là cái vật thường còn không hay là vô thường? Có phải là cái thứ không khổ không? Cho nên chúng ta phải hiểu hai cái pháp này, cái danh và cái sắc. Cái thứ hai là vô minh và hữu. Vô minh là như thế nào? Vô minh là mê mờ, không thấy. Mà trong thập nhị nhân duyên chúng ta thấy có cái duyên vô minh và có cái duyên hữu. Do vô minh mới sinh hành, hành mới sinh thức, thức mới sinh danh sắc. Chúng ta thấy rõ không? Mà có hữu thì nó mới có sanh. Có hữu nó mới có thủ nó mới có sanh nó mới có bệnh tử ubi. Do đó ở đây thì Đức Phật ghép hai cái danh từ vô minh và hữu. Vì vô minh như thế nào, muốn mà phá trừ vô minh này thì chúng ta phải hiểu, phải tìm hiểu những gì mà chúng ta chưa hiểu. Chúng ta phải thông hiểu những gì chúng ta chưa thông hiểu. Và khi mà chúng ta thông hiểu thì chúng ta phá vỡ cái vô minh liền. Cũng như bây giờ Phật nói thân thọ tâm pháp của chúng ta là vô thường, là khổ, là không, vô ngã. Bây giờ chúng ta tìm hiểu coi nó vô thường chỗ nào, nó khổ chỗ nào, nó vô ngã chỗ nào. Phải không? Do chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ không còn vô minh. Mà không còn vô minh thì tức là minh chứ gì. Và khi mà vô minh nó hết rồi thì cái hữu có không? Thấy cái vô minh mà nó hết rồi thì nó minh rồi thì cái hữu nó không có nữa đâu. Cho nên nhà cửa của cải tài sản chúng ta đều bỏ sạch hết. Mà cái vô minh có thì cái hữu nó có. Bởi vì cái vô minh nó làm chấp. Nó nói cái bàn này là thật nè, cái thân này là thật nè, cái thân này là ngã nè, cái tâm này là ngã nè. Cho nên nó chấp cái này, cho nên vật nào cũng có hết, nó có tùm lum ra hết. Cho nên nó mới hữu. Vì vậy mà Phật kép hai cái danh từ này lại để chỉ cho vô minh và hữu. Thể có vô minh thì phải có hữu, mà không có vô minh thì không có hữu. Minh thì chúng ta xả hết. Xả hết như là trắng bạch như vỏ ốc, như một đời sống xuất gia ba y một bát. Thì các con thấy cái chỗ mà Phật kép từ cái danh từ như vậy để mà chúng ta phá vỡ nó. Cái thứ ba là hữu kiến và vô hữu kiến. Ở đây Đức Phật dạy hữu kiến tức là có cái kiến, tức là có cái sự suy nghĩ, có cái sự hiểu biết. Mà có cái sự hiểu biết tức là chúng ta có cái sự, có cái sở suy chấp. Chúng ta chấp cái kiến đó, chấp cái đó. Như bây giờ từ lâu tới giờ nghe người ta nói bây giờ có Phật tánh ở trong thân của chúng ta, có cái Phật tánh. Vậy thì ngộ cái Phật tánh đó, mà chúng ta ngộ là chúng ta làm Phật. Cho nên người ta nói kiến tánh thành Phật. Do đó mình cũng chấp kiến tánh thành Phật. Vậy mà người ta chỉ cái tánh đó là như thế nào. Bây giờ mình nhận ra cái tánh đó đó. Nhưng mà nhận ra cái tánh đó thì thành Phật rồi. Nhưng mà cuối cùng thì cái tâm tham sân si chúng ta vẫn còn. Vì vậy mà chúng ta, ủa sao ông Phật mà sao bây giờ mình nhận ra rồi mà giờ ông còn tham sân si như vậy? Ai chửi ông cũng giận như vậy. Như vậy là ông Phật này thiệt hay giả đây? Cho nên từ đó có cái sự suy nghĩ phá cái vô minh này đi, thì cái kiến chấp đó, cái hữu kiến đó chúng ta bị bẻ gãy đi. Còn nếu mà chúng ta không có sự suy nghĩ,
Chúng ta cứ ngỡ rằng ở trong thân của chúng ta này có Phật tánh nè, cái vật này là thường hằng nè, nó thường lạc ngã tịnh nè, nó ở trong đó nó thanh tịnh, nó thường là an lạc ở trong đó. Thì do đó chúng ta sẽ bị cái chấp kiến đó và nó làm cho chúng ta mê mờ mà không thấy đó là cái chấp ngã chấp kiến của chúng ta. Từ đó chúng ta chết điêu chết đứng ở trong đó mà tưởng là mình sẽ đạt được cái đó là mình giải thoát, nhưng cuối cùng là không giải thoát. Ở đây phải thấy rằng cái hữu kiến này rất là nguy hiểm. Vô hữu kiến mà khi mà đã hiểu ra như vậy chúng ta xả bỏ đi thì chúng ta hoàn toàn là không có gì. Bởi vậy đến dưới đạo Phật chúng ta thấy cái gì cũng bỏ hết, cho nên chúng ta đâu có cái gì đâu. Thậm chí như nói Niết Bàn, Đức Phật cũng nói đâu có cái gì mà Niết Bàn. Bây giờ chúng ta chỉ biết rằng cái thân của chúng ta, cái đời nay của chúng ta nè, bây giờ chúng ta làm chủ được như vậy đó, thì chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có một kiếp này thôi và kiếp sau chúng ta không có nữa, nghĩa là không tái sanh nữa thôi. Chúng ta chỉ biết như vậy thôi chứ chúng ta không thấy có Niết Bàn hay hoặc là có Phật tánh hay hoặc có cái gì nữa hết. Bởi vì còn có một cái gì đó, tức là còn có cái chấp kiến, tức là còn cái hữu kiến. Cho nên ở đây cái chỗ mà này, hai pháp ở chỗ này đó, hữu kiến và vô hữu kiến. Nếu mà có hữu kiến thì không thể nào mà vô hữu kiến được. Mà vô hữu kiến thì tức là hữu kiến không có. Họ phải hiểu. Cho nên phá cái này thì cái kia nó sẽ đạt. Mà phá cái kia thì cái nọ nó sẽ có. Một cái người mà có kiến chấp rồi thì làm sao gọi là vô hữu kiến được? Các con hiểu điều đó. Cho nên ở đây thì chúng ta phải hiểu là hầu hết là các con mang đầy áp ở trong đầu của mình những cái kiến chấp kinh sách này, kinh sách kia. Cho nên tất cả những cái này là cái khó phá nhất, khó phá lắm. Nếu mà không có những cái sự đập phá của thầy thì chắc chắn các con còn đầy ắp bao nhiêu cái kiến chấp chứ không phải là không. Các con nghe từ nào tới giờ thầy không có dám động chạm ai hết, nhưng bây giờ thầy thành lập cái giáo án xây dựng lại con đường của đạo Phật, đập phá tất cả những cái đó xuống hết thì bắt đầu mới phá được cái kiến chấp của các con. Chứ còn nếu mà thầy không đập thì cái kiến chấp của các con chưa đâu. Các con còn nói Phật tánh rõ ràng lắm, còn nói kinh này kinh kia đồ dữ lắm chứ chưa phải đâu. Còn nói trí bát nhã là vô ngại rồi, tất cả những cái bát nhã đó nó sẽ phá đi tất cả những cái điên đảo mộng tưởng, diễn ly điên đảo mộng tưởng của kính Niết Bàn, nó phá đi tất cả mọi cái, thành ra thành tựu được một cái giải thoát hoàn toàn là cái trí tuệ bát nhã. Nhưng mà các con cứ kiến chấp những cái đó, nhưng mà cái đó nó cao dời dợi, mà sự thật đó là cao dời dợi của cái tưởng chứ không phải là cái cao gì hết. Cho nên không được cái phá thì các con sẽ ở trong cái hữu kiến chứ không bao giờ mà vô hữu kiến được. Ở đây á thì chúng ta cái phần thứ hai này á, cái phần thứ tư này á, thì Phật dạy tới nó có hai cái pháp, tức là vô tầm và vô quý. Cái người mà không biết xấu hổ và không biết sợ hãi thì cái người đó không có thể nào mà theo con đường của đạo Phật mà tu được. Cho nên muốn mà tu cho có tầm và quý, tức là có xấu hổ và có sợ hãi, thì chúng ta mới răn chừa những cái điều ác mà chúng ta mới ngăn chặn nó được. Còn nếu mà làm một cái điều ác mà chúng ta không thấy sợ hãi, tội lỗi, mà không thấy nó xấu hổ thì chúng ta cứ mãi làm mà chúng ta không có lo, không có gì hết. Thì do đó cái vô tầm vô quý này là cái tâm của phàm phu, là cái tâm của con người ác. Họ không có biết xấu hổ, họ không có biết sợ hãi. Những cái tội lỗi của họ do nhân quả đưa đến cho họ gánh vác. Tàm và quý. Thứ năm, tàm và quý. Tàm là nghĩa là xấu hổ, quý là sợ hãi. Nghĩa là cái người mà có xấu hổ, có sợ hãi thì con đường của đạo Phật dễ dàng tu tập. Mà thường thường là người ta nói xấu hổ, nói sợ hãi, nhưng sự thật ra thì mới đầu chúng ta chưa biết thì chúng ta còn sợ, nhưng mà sau đã quen rồi thì chúng ta không sợ. Cũng như bây giờ, thí dụ như các con ở đâu xa lạ mới đến cái tu viện này, nghe nói kỷ luật như vậy thì mới đầu các con còn khốm nốm, còn giữ gìn dữ lắm. Nhưng mà sau thời gian ở lâu quen rồi thì các con không có thấy sợ nữa. Và từ đó các con cũng không có sợ hãi cái kỷ luật ở đây nữa. Nghe nói vậy chứ còn bây giờ thật sự ra các con muốn nói chuyện với nhau là các con cứ lén nhau nói chuyện. Thì như vậy là cái độc cư ở đây đặt ra một thành vấn đề là các con không còn sợ hãi. Và các con cũng không biết rằng cái đó là cái xấu hổ của mình. Khi mình tiếp duyên mình nói chuyện lén lút như vậy đó, là mình không còn xấu hổ. Thì như vậy là cái tàm quý các con chưa có. Cho nên ở đây mình muốn được tàm quý là mình phải có sự tu tập và rèn luyện nó mới có tàm quý. Chứ không phải khi không mà người ta có tàm quý. Đó là cái chỗ mà phải nói đến cái chỗ mà tu tập để chúng ta giữ gìn những cái giới luật, cái kỷ luật cho được. Thì chúng ta phải tập tàm và quý. Số 6, ác ngôn và ác hữu. Ác ngôn là cái lời nói dữ, cái lời nói ác, cái lời nói mà người ta đau khổ. Còn ác hữu là người bạn ác,
cái người mà xúi chúng ta nói cái lời ác, cái người mà xúi chúng ta làm cái hành động ác, cái người mà xúi chúng ta nói cái lời ác hoặc là ý nghĩ ác, đó là người ác hữu, người bạn ác. Bảy, thiện ngôn và thiện hữu. Cái lời nói lành, cái lời nói mà làm cho người ta không khổ, mình không khổ, thì đó là thiện ngôn. Và thiện hữu là cái người bạn lành. Cho nên ở đây chúng ta ở gần cái người bạn lành thì chúng ta sẽ có những cái lời an, cái lời nói tốt, cái lời nói lành, cái lời nói không có hung dữ. Còn nếu mà chúng ta ở gần những cái người bạn ác á, thì chúng ta sẽ có những cái lời ác ngôn, có những lời nói hung dữ, có những lời nói ác, không có những cái lời nói thiện được. Nó là hai cái pháp nó đối chiếu với nhau để chúng ta chọn lấy một trong những cái pháp này. 8. Nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. Đó, bây giờ nhập tội thiện xảo nghĩa là cái người mà muốn làm cái tội họ cũng khéo léo họ làm để mà họ tránh cho người ta chỉ họ trích họ bằng cái này bằng cái kia. Cho nên khi mà họ làm cái tội gọi là nhập tội thiện xảo. Mà khi mà họ ở trong này Phật dạy xuất tội thiện xảo. Khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó thì làm cái điều đó, thí dụ như bây giờ chúng ta làm một cái điều ác thì chúng ta cũng rất khéo léo làm cái việc ác chứ không phải chúng ta vụng về đâu. Còn bây giờ mà chúng ta làm một cái điều mà không có điều ác á, thì chúng ta cũng phải khéo léo mới làm cái điều ác, không có cái điều ác, điều thiện mới được. Thì cái điều ác thì nó cũng phải có sự khéo léo mà làm. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn lấy của người ta, ít ra chúng ta cũng phải nghĩ cách này cách kia, chứ không khéo đâu phải dễ đâu. Cho nên đó là một cái điều ác. Hay hoặc là chúng ta muốn nói làm sao cho người khác tin rằng chúng ta nói cho cái người đó, nói xấu người đó, mà cho người khác tin thì chúng ta cũng phải thiện xảo để nói làm sao cho người ta tin rằng cái người đó xấu như vậy. Cho nên nó là cũng gọi là cái thiện xảo để làm cái điều ác. Còn bây giờ trong cái thiện xảo để mà chúng ta làm cái điều thiện, muốn làm một cái điều thiện thì chúng ta cũng phải có một cái thiện xảo để mà làm cái điều thiện, chứ không phải là thiếu cái thiện xảo mà làm cái điều thiện được. Cho nên muốn mà tâm mình được ly dục, ly bất thiện pháp thì nó phải có cái thiện xảo nó mới có ly, mà không có cái thiện xảo thì không có ly. Cho nên ở đây muốn làm cái tội thì chúng ta cũng có những cái khéo léo mà làm cái tội, kêu là giang hồn. Còn bây giờ mà muốn không có tội thì tức là chúng ta cũng phải khéo léo mà sử dụng, trao dồi cái tâm của mình để cho nó không có tội. Đó là những cái thiện pháp và ác pháp mà trong đó nó đều là có sự thiện xảo trong đó. 9. Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. Ở đây chúng ta thấy sử dụng cái giới hành, khi mà sử dụng cái giới hành tức là một cái pháp nào đó để tu cho chúng ta được giải thoát ở trong cái pháp thiện thì chúng ta cũng phải khéo léo chứ không phải là dụng về mà chúng ta tu tập được. Cũng như bây giờ chúng ta dùng cái pháp hướng, mà cái pháp hướng đó lúc bây giờ chúng ta hướng như thế nào để cho nó đúng, để mà cho nó được hiệu quả. Hầu hết là chúng ta không khéo léo cho nên chúng ta dùng pháp hướng mà không có hiệu quả. Cũng như bây giờ thí dụ như cô Huệ Ân này bị nhức cái đầu nè, cô khéo léo như thế nào đó cô nhắc cái nó hết nhức đầu. Còn mình cũng nghe nói vậy mà tại sao mình cũng đau cái tai, mình nhắc hoài mà nó không hết, tức là không khéo léo, không thiện xảo đó, tức là không hiệu quả đó. Nó như là vậy đó. Cho nên ở đây Phật nói tác ý thiện xảo. Khi tác ý một cái điều gì ra thì nó phải khéo léo tác ý cho đúng cách. Cũng như tên thằng A mà mình gọi nó thằng B thì thằng A nó đâu có biết nó đâu là thằng B, cho nên nó làm sao nó nghe được. Đó là mình không thiện xảo, không khéo tác ý. Đó thì trong cái vấn đề mà tu tập tới đây là những cái điều kiện mà chúng ta sắp sửa vào trong cái pháp hành, vào trong cái giới hành, cho nên chúng ta phải tập những cái thiện xảo cho đúng cách. Cũng như bây giờ hồi nãy là cô Diệu Hảo trình bày cho thầy thấy thì cái thiện xảo của cô Diệu Hảo thì thiếu thiện xảo, nhưng mà cái trình bày về pháp tu thì rất đúng, không có sai. Nhưng mà cái thiện xảo để cho trong cái thời gian mà hành trì thì nó thiếu thiện xảo, phải nhận ra cái chỗ đó. Chứ còn nếu mà không nhận ra cái chỗ thiện xảo thì tức là chúng ta sẽ tu tập lu bù. Cũng như cô Minh Cảnh mà trình bày cho thầy tu cái định, tu ngồi cứ giữ cái tâm thanh thản để cho phá cái tâm hôn trầm của mình á, thì cái đó là không có thiện xảo rồi. Cho nên vì vậy mà nó đưa dần đi đến cái chỗ nó tỉnh tỉnh mê mê mà nó không có, bởi vì cứ ngồi nghỉ thôi. Bây giờ mình ngồi nghỉ thì mình giữ được mức nào hay mức nấy, không ngờ cứ lát chợt nó tỉnh, rồi lát nó mê xuống, lát chợt tỉnh, như vậy là sai. Bởi vì cái thời gian này là cái thời gian chúng ta phải tỉnh táo hoàn toàn, xả nghĩ, cũng như lúc mà chúng ta đang ở trong cái định hiện tại an lạc trú ha, vô lậu,
Nó phải tỉnh như vậy, tỉnh như trong lúc chúng ta quán xét. Mà bây giờ ngồi không có quán, không gì hết mà vẫn phải tỉnh như vậy, thì như vậy mới đúng. Mà muốn được vậy thì làm sao bây giờ, không thể ngồi không vậy được, cho nên phải đi kinh hành. Vì vậy mà chúng ta phải nương vào cái hành động chánh niệm tỉnh thức, nó mới có sự tỉnh được như vậy. Sau khi nó tỉnh đến cái mức độ nó rồi thì bắt đầu chúng ta ngồi xả ra, nó tỉnh rất tỉnh, nó khỏi cần phải trong cái hành động, thì biết lúc bây giờ là chúng ta mới nên ngồi. Còn bây giờ mà muốn ngồi nghỉ thì điều đó là cái điều chết chứ không phải điều sống. Vì vậy mà thiếu thiện xảo, xứ thiện xảo, duyên khởi thiện xảo. Xứ thiện xảo là như thế nào? Xứ thiện xảo là cái gì đây? Chúng ta thấy nè, bây giờ chúng ta tu tứ niệm xứ nè, thì cái xứ thiện xảo là cái thân của chúng ta đang tu nè, lấy cái thân mà tu nè. Thì bây giờ thân hành hay hoặc là cái thân hành nội hay hoặc là thân hành ngoại, hay là đang ở trong cái nhân tướng hành, hay hoặc là cái đặc tướng hành, cái nhân tướng hành cũng là cái thân. Bây giờ ở trên thân quán thân nè, mà quán cái hành tướng hay hoặc là quán cái nhân tướng hay hoặc là quán cái đặc tướng nè. Nếu mà quán cái đặc tướng nè thì cái xứ, cái thân của chúng ta là cái xứ, mà phải thiện xảo ở trên cái đặc tướng của nó. Mà bây giờ quán gì cái hành tướng của nó thì ở trên cái thân của chúng ta là cái xứ nè, thì phải thiện xảo ở trên cái hành tướng của nó, chứ không phải ở trên nhân tướng nó được, hay hoặc là ở trên đặc tướng nó được. Các con hiểu điều đó. Cho nên ở đây chúng ta phải phân tích cho rõ ràng, để khi mà chúng ta tu cái định nào thì nó phải ra cái định ấy. Nếu mà bây giờ ở trên hành tướng, mà nơi cái thân của chúng ta, tức là thân chúng ta đương đi, đương hành. Cho nên vì vậy mà chúng ta tu ở trên hành tướng đó, cho nên trên thân quán ngoại thân là do cái hành động ngoại, tu trên cái hành động. Còn bây giờ trên thân quán nhân tướng của cái thân, thì cái thân có hành không? Thì nhân tướng, tức là nó nằm, cái cục thịt đó nó nằm như vậy, rồi quán nó như thế nào đây? Quán bất tịnh hay quán như thế nào để cho nó ly tham, ly sân, ly si ra? Đó là tu về nhân tướng. Cho nên mỗi một cái mà tứ niệm xứ, thầy nói nó rất là nhiều cái chuyện mà chúng ta cần phải tu, tu ở trong cái hành tướng, tu trong nhân tướng, tu ở trong cái đặc tướng của nó. Nó rất khó chứ không phải dễ, nhưng mà chúng ta biết được thì chúng ta mới có thiện xảo ở trong cái chỗ đó, mà chúng ta rõ được từng chút chúng ta tu, thấy kết quả rất lớn cho chúng ta. Như vậy gọi là xứ thiện xảo, lấy cái thân của chúng ta mà ngay cái hành tướng, đặc tướng, nhân tướng mà chúng ta tu tập, thì cái đó gọi là thiện xảo. Duyên khởi thiện xảo, bây giờ chúng ta dùng cái dùng một cái pháp mà tác ý ra để khởi ra một cái gì đó để làm cho chúng ta tự chủ được cái điều kiện đó, gọi là duyên khởi thiện xảo. Nghĩa là như cái lý tác ý nào đó thì chúng ta khởi ra cái đó để mà thiện xảo, để làm cho chúng ta đạt được cái kết quả đó. Như bây giờ chúng ta bảo cái hơi thở phải ngưng, nhưng mà lúc bây giờ cái tâm của chúng ta bây giờ trên nhân tướng hay hoặc trên hành tướng nè, nếu là trên nhân tướng hay đặc tướng nè, mà chúng ta nằm ở trên cái đặc tướng của nó, là bây giờ nó ở trong cái trạng thái gì, cái trạng thái gì mà chúng ta mới khởi sự thiện xảo cho nó ngưng cái hơi thở thì nó mới ngưng. Mà bây giờ chúng ta không nắm được cái đặc tướng nó, không nắm được cái nhân tướng nó, hay hoặc là không nắm được cái hành tướng nó mà bảo nó ngưng thì nó không ngưng. Các con phải hiểu được điều đó. Cho nên đến cái lý hành rồi thì cái giới hành, cái pháp hành rồi, nó phải nắm từng chút rất là tỉ mỉ để mà chúng ta tiến bước ở trên con đường tu tập. Cho nên chúng ta ra lệnh là nó ngưng liền, là tại vì chúng ta nắm biết được cái trạng thái đó là bảo nó sẽ ngưng. Bây giờ mình không nằm ở trên trạng thái đó, trong cái nhân tướng hay cái đặc tướng hay cái thành tướng nó, mình không nằm được ở đó mà mình cứ bảo ngưng ngưng ngưng, làm sao nó ngưng? Các con hiểu được không? Mình phải biết được cái trạng thái chỗ đó là bảo nó ngưng là nó ngưng, mà cái chỗ này mình chưa có nằm được, mình chưa có bám được cái tụ điểm này mà mình bảo ngưng là ngưng, làm sao được? Cho nên các con tu bảo đừng có nghe, đừng nghe. Cái lỗ tai các con nó đừng chạy ngoài chợ mà bảo nó đừng nghe thì làm sao nó ở ngoài chợ, làm sao nó ở đâu ở đây? Cho nên khi đó các con phải biết rằng cái lỗ tai nó đang ở chỗ này nè, cho nên bắt đầu nó ở chỗ cái điểm này nè, thì các con bảo nó đừng nghe thì nó không nghe. Còn bây giờ nó đi chợ ngoài kia, nó chưa có về mà bảo nó đừng nghe thì nó cứ nghe ở ngoài kia. Ba cái thằng hát Sơn Đông ngoài kia đánh trống rồi nó mê rồi đó, nó không có về, nó cứ nghe trống ngoài thôi, thì do đó kêu sao được? Không hiểu điều đó. Cho nên nó đi chợ rồi đó, rồi thì bây giờ ở đây có réo nó cũng đâu có nghe. Nó vì vậy mà nói sao cái lỗ tai tôi cứ nghe hoài không có hết nghe, là tại vì nó đang đi nghe trống Sơn Đông quá. Thầy nói như vậy để chúng ta biết được cái con đường tu phải thiện xảo. Vì vậy mà mới vô cái chỗ này các con thấy hai pháp mà cứ thiện xảo không, mà trong cái thiện xảo của đạo Phật không phải tự nhiên mà vào định được, mà cả một cái vấn đề khi nằm tại cái tụ điểm nào đó, khi nằm ở trên cái trạng thái tâm nào đó, là biết cái đó nó thuộc về đặc tướng, nhân tướng, hành tướng của nó như thế nào, chừng đó chúng ta ra lệnh là nó ngưng. Nó phải đúng cái nó chứ, còn các con chưa biết đúng, các con cứ bảo đi, bảo tới già, tới râu mọc vậy nó cũng không ngưng nữa chứ đừng nói. Bảo hết hơi nó cũng không thèm ngưng. Đó.
Nói như vậy thì các con sẽ lần lượt các con phải tu tập tới cái khi mà thầy dạy bốn cái định ở trong băng thầy đã dạy rồi, thì phải nắm cho vững cái đó rồi các con mới biết được. 12. Chơn trực và tàm quý. Chơn trực tức là thẳng thắn, phải nhìn cho thật thẳng nó ở trong những cái điều kiện tu tập của mình. Bây giờ cái thiện là thiện mà ác là ác, chứ không có được nói là cái này vừa thiện vừa ác, nó không phải đâu. Theo kiểu mà lý luận của Bát Nhã đó, không sắc tức thì không, mà không tức thì sắc, là không có kiểu đó được đâu. Cái kiểu đó là cái kiểu kêu là gạt người ta đó, thì không có được. Mà cái kiểu này nó thiện là thiện mà ác là ác, chứ không phải là không phải là nói là sát sanh là bồ đề đó, đâu không được đâu. Mà hay là phóng sanh là giải thoát, mà sát sanh là bồ đề, thì cái chuyện đó là cái chuyện lý luận của họ, chứ còn ở đây không có được. Ở đây là cái gì thẳng thắn là phải nói thẳng, đây là pháp ác là ác, mà đây là pháp thiện là thiện, chứ không có nói là sắc tức thì không, mà không tức thì sắc, thì không có đi được. Và tàm quý nghĩa là thẳng thắn, thì cái mà ác thì chúng ta phải xấu hổ, mà cái thiện thì chúng ta vui mừng, chúng ta không xấu hổ ở trong cái việc làm của chúng ta, không có sợ hãi những cái lỗi lầm đó. 13 là kham nhẫn và nhu hòa. Khi mà chúng ta tu tập cái kham nhẫn, nhẫn nhục được mọi mặt, thì chúng ta phải tập cái tâm trạng của chúng ta phải nhu hòa đối với mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Thì hai cái pháp này nó phải ghép chung lại. Nhẫn nhục mà trong lòng cứ hậm hực hoài đó, thì cái nhẫn nhục đó không phải là nhẫn nhục đâu, mà cái nhẫn nhục đó chỉ nén tâm mà chịu đựng. Còn cái nhẫn nhục mà thật sự mà kham nhẫn á, thì chúng ta phải có một cái mặt nhu hòa, phải có cái lời nói nhu hòa, phải có những cử chỉ nhu hòa, chứ không phải là ở ngoài làm cái vẻ nhẫn nhục mà bên trong tức tối muốn đập người ta thì không thể được. 14. Lời nói nhu thuận và tiếp đón thân tình. Nghĩa là khi mà kham nhẫn được và nhu hòa được rồi, thì cái lời nói phải tỏ ra rất là nhu thuận. Chứ không thể nào mà nói cọc cằn, mà nói giặt một giặt hai, nói như là chấm muối ớt thì không có được, chấm muối trong đầu người ta thì không có được, mà phải nói nhỏ nhẹ, ôn tồn, nhã nhặn. Mà thấy người ta còn giận hờn, còn đau khổ, thì mình lại dùng cái lời nói còn nhỏ nhẹ hơn nữa, và mình tiếp đón họ rất là thân tình, chứ không có những cái đối đãi một cái gai gắt, một cái khó khăn, cái khó chịu. Cho nên một cái người tu theo đạo Phật phải tập hết sức lực tập, chứ không phải là nói đơn giản được. 15. Vô hại và từ ái. Nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng không có làm hại ai hết, nghĩa là không có làm khổ người nào hết, luôn luôn lúc nào cũng bao giờ cũng có thương yêu họ. Từ ái là thương yêu họ, không bao giờ mà bỏ một người nào hết, dù người đó là người thù, người đó người có thể mà làm cho chúng ta khổ đau và có thể giết chúng ta, nhưng chúng ta vẫn từ ái với họ, cũng không làm hại họ, tức là vô hại và từ ái. 16. Thất niệm và bất chánh tri. Thất niệm là mất cái niệm, tức là không còn cái niệm chân chánh nữa, cho nên từ đó cái tri kiến, cái hiểu biết chân chánh của chúng ta nó không còn có nữa. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta đừng có giữ thất niệm. Chẳng hạn bây giờ chúng ta đặt cái niệm, mà cái niệm đó nó phải quán cho tận cùng, rốt ráo rồi thì chúng ta mới mất niệm. Cũng như bây giờ mình đặt cái niệm hơi thở, mà một lúc có vọng tưởng vô thì mình có thất niệm không? Cái đó là thất niệm rồi đó. Một lúc là có cái hôn trầm xen vô thì lúc bây giờ nó thất niệm rồi đó. Bởi vì nó quên mất đi rồi thì đó thất niệm. Thì như vậy là không còn cái chánh tri kiến nữa, cho nên bất chánh tri rồi, nó không còn sáng suốt nữa, nó mờ mịt rồi. Vì vậy cho nên lúc bây giờ cái người tu không được thất niệm, luôn luôn phải được ở trong chánh niệm. 17. Chánh niệm tỉnh giác. Vì vậy mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải giữ tâm tỉnh giác, để lúc nào cái chánh niệm chúng ta cũng phải hiện tiền, không được mất cái chánh niệm. 18. Cắt căn không được chế ngự và ăn uống không được tiết độ. Ở đây một cái người mà tu hành á, mà cắt căn không chế ngự, mà ăn uống không tiết độ, thì không bao giờ mà thực hiện con đường của đạo Phật được. Nghĩa là cắt căn chúng ta phải chế ngự nó. Con mắt thấy vật gì thì phải chế ngự cho nó, đừng có nhìn nhiều. Những chẳng hạn bây giờ chế ngự nó là chúng ta đi ở trên đường này, chúng ta nhìn xuống, tức là chúng ta chế ngự cái đôi mắt chúng ta, không có cho nó nhìn qua nhìn lại, cho nên nó không thấy vật gì xung quanh, tức là gọi là chế ngự. Còn chúng ta mà nhìn ngó bên này bên kia bên nọ, rồi giảo cái lỗ tai nghe người ta ca hát nữa đó, thì cái đó là không có đúng cách. Cho nên đó là phải cái người mà không chế ngự thì cái về cái ăn uống họ thì không bao giờ mà tiết độ. Còn cái người mà chế ngự được các căn á, thì cái ăn uống sẽ tiết độ.
Vì vậy, ví dụ như bây giờ chúng ta ăn ngày một bữa, tức là chúng ta có chế ngự cái thân và tâm của chúng ta trong cái ham muốn của chúng ta. Do đó chúng ta mới ăn uống một ngày một bữa mới được, gọi là có chế ngự. Còn nếu không chế ngự thì bây giờ chúng ta sẽ ăn lén. Mặc dù bây giờ chúng ta trưa chúng ta ăn, nhưng mà chiều hay tối gì chúng ta sẽ ăn lén cái này hoặc là uống sữa cái kia. Điều đó là chúng ta chưa có tiết độ đúng cách thức ăn uống. Cho nên nếu mà chế ngự được thì do đó chúng ta sẽ ăn một ngày một bữa mà không bao giờ ăn phi thời. Thì ở đây Phật dạy rất rõ ràng để chúng ta biết rằng cái sự chế ngự nó kèm theo với cái sự tiết độ ở trong ăn uống của chúng ta. 19. Các căn được chế ngự và ăn uống thì được tiết độ. Nghĩa là 6 căn của chúng ta được chế ngự thì ăn uống sẽ tiết độ, nó sẽ không phạm phải những cái giới. 20. Tư duy lực và tu tập lực. Bây giờ các con đem một cái niệm, trạch pháp ra một cái niệm, rồi các con suy tư gọi là tư duy đó, thì cái sự tư duy trong một lần nó chưa có lực đâu. Tư duy 2 lần, 3 lần, 5 lần, 10 lần, 100 lần thì nó sẽ trở thành cái lực của tư duy. Khi mà các con đặt cái quán cái thân bất tịnh, quán cái thân vô thường, thì ngay đó cái luồng mà cái tri kiến giải thoát nó phóng ra liền rất mạnh, nó làm cho cái lực của các con thấy tất cả những cái lậu hoặc quét sạch ra rất là mạnh. Do một thời gian tu tập hoặc là 6 tháng, 1 năm thì cái lực nó sẽ thực hiện rất là mạnh. Do đó nói rằng tư duy lực, cái lực suy tư của chúng ta nó sẽ trở thành một cái lực. Nếu mà người nào mà siêng năng thì nó mới có cái lực đó, còn người nào mà không siêng năng thì nó không có cái lực đó đâu. Đó là cái thứ nhất. Hằng ngày chúng ta tu tập đều là chúng ta tư duy ở trên cái định vô lậu, thì do đó nó sẽ trở thành một cái lực mà tới cái ngày nào đó chúng ta sẽ thấy cái lực rất rõ ràng. Khi có một cái gì mà đến đối tượng nó thì tâm chúng ta giải thoát hoàn toàn, không còn tham sân si ở trong cái đối tượng đó nữa, thì mới biết đó là cái lực tư duy của chúng ta. Mà lực tư duy của chúng ta là cái gì? Là cái pháp quán. Là cái pháp quán, tức là cái định vô lậu. Bởi vì khi đặt cái niệm trước mặt của chúng ta để quán xét đó, thì đó là chúng ta phải tư duy rồi. Cho nên ở đây thì Phật gọi là tư duy lực và tu tập lực. Nghĩa là do cái sự tu tập như vậy đó, nó mới tạo thành một cái lực. Mà cái lực này gọi là tư duy lực. Nó có những cái tên như vậy để chúng ta biết rằng bây giờ chúng ta ngồi chúng ta thấy chưa có gì hết, nhưng một ngày nào đó chúng ta thấy nó đã thấm nhuần được cái lý của nó chân thật là vô thường, khổ không vô ngã, thì chúng ta biết là bây giờ mình không giận ai nữa hết, ai chửi gì mình cũng nhận biết là đó là tư duy lực nó đã có rồi, nó đã có ở trong cái pháp quán rồi. Đó, niệm lực và định lực. Thì niệm lực ở đây thì như thầy đã nói, khi mà chúng ta tạo thành một cái tụ điểm để cho tâm chúng ta nằm yên lặng ở trên đó, từ cái trạng thái yên lặng đó nó đi đến cái trạng thái vắng lặng, vì vậy mà chúng ta vào định nó mới được gọi là có cái niệm lực. Và khi mà có cái niệm lực rồi thì lúc bây giờ chúng ta nằm yên ở trên một cái niệm đó đó, thì cái niệm đó nó phi mất đi, nó chỉ còn có cái trạng thái của định, thì cái trạng thái của định gọi là định lực. Lúc bây giờ chúng ta chỉ cần ra lệnh hướng tâm nhắc một cái, thì cái sức mà định lực đó nó sẽ di diệu vô cùng, nó làm cho chúng ta muốn nhập định bao lâu thì nó sẽ nhập định bao lâu. Cũng như bây giờ thầy có một cái niệm lực của thầy, tức là cái tụ điểm, bắt đầu thầy nằm ở trên cái tụ điểm, thầy nằm ở trên chặt ở trên tụ điểm của thầy, 6 căn thầy khép chặt nằm đó, thầy mới ra lệnh rằng bây giờ nó phải nhập tứ thiền 7 ngày đêm, đúng là 3 giờ bữa nay ngày thứ 7 là xuất định. Thầy ra lệnh như vậy, bắt đầu từ đó cái hơi thở thầy nó chuyển động và đến nó ngưng, thầy nhập vào tứ thiền 7 ngày đêm, bắt đầu tới cái 3 giờ chiều ngày thứ 7 đó nó mới xuất định. Thì các con thấy đó là gọi là cái định lực, cái sức định lực mà thầy đã ra lệnh, nó làm theo, nó không cãi lời thầy. Còn cái chỗ mà thầy nằm yên lặng để cho nó tạo thành một cái lực đó, thì đó là cái niệm lực. Các con hiểu chưa? Có hiểu như vậy mà cái mà thầy dạy thì nó không có đi đến cái chỗ mà các con bị lầm lạc. Cho nên các con tu sơ mà không thấy cái niệm lực là cái quan trọng. Mà dường như thầy đã nói với các con nhiều lần, nếu mà chúng ta có một cái điểm tựa thì chúng ta sẽ bẫy vũ trụ. Và cái niệm lực của chúng ta có đó, đó là chúng ta sẽ bẫy được cái vũ trụ. Và Đức Phật đã xác định cái niệm lực là cái gì? Là tứ niệm xứ. 4 cái chỗ mà chúng ta tu tập trở thành một cái niệm lực, đó là thân thọ tâm pháp của chúng ta. Nó mình phải xác định cho được cái chỗ mà Đức Phật đã dạy, chứ không phải là niệm lực không có. Nó có là nó tạo thành một cái tụ điểm từ nơi thân của chúng ta mà chúng ta có được cái định lực di diệu để bẫy được cả cái vũ trụ này, làm chủ được sự sống chết của chúng ta, là bẫy được cái vũ trụ đó. 22. Chỉ và quán. Ở đây chỉ và quán thầy đã giảng rồi. 23. Chỉ tướng và
tinh cần tướng. À, chỉ tướng tức là cái trạng thái ngưng. Cái trạng thái ngưng chỉ là nó ngưng mà, cái trạng thái ngưng. Mà nếu mà chúng ta không thấy được cái tướng ngưng này, cũng như bây giờ bảo hơi thở ngưng, mà chúng ta không có nhận ra cái hơi thở ngưng, thì tức là sai. Chúng ta phải thấy được rõ cái trạng thái lúc bây giờ nó ngưng là như thế nào. Cũng như bây giờ nói ngôn ngữ tĩnh chỉ, thì cái ngôn ngữ này, cái lời nói chúng ta hoàn toàn là không có nói nữa, cái miệng chúng ta không còn lép nhép nữa, thì như vậy mới gọi là chỉ tướng của cái ngôn ngữ. Còn bây giờ nói tâm tứ tĩnh chỉ, tức là cái chỉ tướng của tâm tứ, tức là bây giờ không có tác ý ra mà không có khởi một cái niệm gì ra, thì đó mới gọi là tĩnh chỉ tâm tứ, tức là chỉ tướng của nó. Và trong lúc mà cái tướng chỉ nó được như vậy đó, thì tinh tinh cần tướng, nghĩa là lúc bây giờ cái tâm của chúng ta luôn liên tục nó ở trong cái chỗ trạng thái đó liên tục, cho nên nó rất là siêng năng ở trong đó, gọi là tinh cần tướng. Cái tướng siêng năng tức là nó luôn luôn nó liên tục nó ở trong đó, cho nên gọi là tinh cần tướng. Mà khi mà 24 tinh cần và không dao động, nghĩa là khi mà có một cái sự tinh cần ở trong một cái tướng chỉ như vậy á, thì cái tâm chúng ta bao giờ chúng ta cũng phải nhận ra là nó không bao giờ có một cái dao động nào trong đó hết. Nghĩa là không thấy nó hỷ lạc khinh an, nó làm cho chúng ta thích thú dao động bằng cái này bằng cái kia. Hay hoặc là có cái thọ làm chúng ta dao động, cái này đau cái kia nhức, không phải, không có đâu. Nếu mà có thì nó không phải là cái chỗ tinh cần nữa, mà là cái chỗ sai rồi, nó không có tướng tịnh chỉ nữa đâu. Đó là cái trật rồi. Cho nên ở đây những cái lời dạy này các con để ý lưu ý mà nghe mà nhận xét qua cái chỗ tu hành, bởi vì ở đây là cái trạng thái của tâm của các con mà, chứ đâu phải của thầy. Thầy chỉ nói ra để các con nhận xét được cái chỗ đó mà các con đi cho nó đúng, chứ còn ai mà đi cho mình được, bởi vì chỗ này là chỗ độc bộ độc hành để đi đến cái chỗ làm chủ sinh tử của mình, thì mình phải hiểu và mình phải đi cho nó đúng cách, chứ còn sai một chút thì các con sẽ đi không tới đâu. 25. Giới thành tựu và kiến thành tựu. Ở đây chữ kiến ở đây là tuệ đó, chứ không phải là kiến, là kiến chấp đâu. Giới thành tựu là khi mà cái giới luật, tức là những cái điều giới mà Phật dạy cho chúng ta, nó đem đến sự giải thoát cho chúng ta. Như bây giờ không sát sanh nè, không làm điều ác nè, không nói láo nè, không dụng ngữ nè, không tà dâm nè, không dâm dục nè, tất cả những cái này nó mà thành tựu được thì ngay đó là cái trí tuệ chúng ta phải có sự hiểu biết, chứ không phải là nó không ngơ đâu, nó có cái hiểu biết. Bởi vì giới ở đâu thì trí tuệ ở đó, mà giới thanh tịnh thì trí tuệ thanh tịnh, mà trí tuệ thanh tịnh thì giới nó thanh tịnh. Trước kia thầy có dạy cho các con rồi mà, giới thiệu về giới thầy đã nói cái đó rất nhiều rồi mà. Cho nên ở đây nhắc lại, chữ kiến thanh tịnh tức là trí tuệ thanh tịnh, chứ không phải kiến thành tựu, giới thành tựu thì kiến thành tựu tức là trí tuệ thành tựu, chứ không phải như hồi nãy chỗ kiến là kiến chấp, kiến giải đâu, không phải. Cái chỗ kiến này là tức là cái trí tuệ. 26. Giới suy khuyết và kiến suy khuyết, nghĩa là khi mà cái giới mà chúng ta đã phạm thì cái trí tuệ chúng ta nó không sáng suốt nữa rồi, nó lại thiếu cái trí tuệ rồi. Cho nên ở đây giới mà không đúng thì trí tuệ người đó không có, mà người đó có trí tuệ thì luôn luôn bao giờ cũng sống đúng giới hạnh. Bây giờ nhìn các thầy của chúng ta, các hòa thượng chúng ta, hỏi họ có trí tuệ không, họ thuyết giảng thì chúng ta thấy ai cũng hơn hết, mà nhìn thấy họ ăn uống phi thờ, họ sống cách bừa bãi như vậy, phá giới luật như vậy, thử hỏi họ là con người có trí tuệ không. Bởi vì trí tuệ là phải nằm ở trong cái giới luật, làm cho họ được giải thoát, làm cho họ ly dục ly ác pháp. Còn đằng này họ đâu có ly dục, mà họ không ly dục thì tức là họ là cái sự hiểu biết của họ là cái tri thức tầm thường của thế gian. Cái tri thức đó gọi là vô minh, chạy theo cái sự tham đắm của thế gian, ham ăn ham ngủ, ham nhà cao cửa tốt, ham đồ đạc cho nhiều, thì đó là những cái người không phải là trí tuệ của giới luật. Mà giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó, cho nên trí tuệ ở đâu thì sự giải thoát ở đó, và giới luật phải nghiêm chỉnh ở đó. Cho nên chúng ta dễ nhận xét qua cái người tu rất rất là rõ ràng, là vì giới thanh tịnh, giới thanh tịnh thì kiến phải thanh tịnh đó, mà giới suy khuyết thì kiến nó sẽ suy khuyết, tức là giới suy khuyết thì trí tuệ suy khuyết, mà giới thanh tịnh thì kiến thanh tịnh, hay là trí tuệ thanh tịnh. Kiến thanh tịnh thì tinh cần tri kiến thanh tịnh, nghĩa là cái giới mà thanh tịnh á, thì cái trí thanh tịnh, mà cái trí thanh tịnh á, thì ở đó có cái sự siêng năng tu tập của chúng ta càng lúc càng siêng năng. Mà nếu mà cái kiến mà cái trí tuệ không thanh tịnh á, thì cái sự tinh tấn nó không bao giờ có tinh tấn nữa,
chúng ta chỉ tu xìu xìu chơi chơi cho qua ngày vậy thôi, để hưởng dục lạc chứ còn không có mà cái thanh tịnh nữa. 29. Dao động đối với các pháp bị dao động và tinh cần của người bị dao động. Nghĩa là cái người mà tâm bị dao động rồi, bị phạm giới rồi, thì luôn luôn lúc nào họ cũng sống ở trong những cái phạm giới và cái tâm luôn luôn dao động. Coi vậy chứ các bậc tôn túc hòa thượng chúng ta luôn luôn lúc nào mấy ông cũng sợ hồn hộp hết. Nghĩa là thấy một người mà tu tập giới hạnh ăn ngày một bữa là họ đã lo trong bụng họ lắm rồi. Mặc dù là họ tìm cách họ nói này nói kia, họ ngăn cản, chứ sự thật ra họ rất lo sợ cái người mà giới hạnh đúng, họ rất sợ lắm. Bởi vì họ là người cũng biết được đọc kinh sách, họ cũng hiểu được kinh sách của Phật dạy như thế nào, không có ăn uống phi thờ, mà thấy mình thấy quý thầy mà ăn uống đúng pháp không phi thờ, mà họ phi thờ là họ thấy xấu hổ rồi. Mặc dù là họ không nói ra, nhưng mà họ thấy họ cũng gượng gạo đối với cái người mà giữ gìn giới hạnh. Cho nên ở đây khi mà tâm họ dao động thì cái sự tinh cần của họ cũng luôn luôn bị dao động theo đó hết. Cho nên hiện bây giờ họ dù họ có làm cái hàng giáo phẩm gì đi nữa, tâm họ vẫn luôn nơm nớp sợ hãi. Nghe ở đâu có những bậc chân tu là họ quá sợ. Cho nên họ tuy rằng họ không có làm được một cái gì hại ai, nhưng mà họ vẫn lo sợ nơm nớp ở trong lòng của họ. Vì họ biết rằng cái mà họ đang sống đây nó chưa phải là đúng, cho nên họ phải sợ. Mặc dù là họ là những cái bậc mà có thể nói rằng bậc tôn túc rất lớn, nhưng mà họ luôn luôn nơm nớp sợ. Còn chúng ta là những người chúng nhỏ thôi, những giới luật chúng ta nghiêm túc, chúng ta chẳng hề sợ ai hết, chẳng sợ người nào hết. Nghĩa là không sợ ông lớn mà cũng không sợ ông họ nhỏ, vì giới luật là sự hộ trì. Lát nữa các con nghe băng thầy thuật lại, khi mà thầy giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thầy chẳng hề sợ bom đạn. Nghĩa là tất cả những cái thất của thầy, thầy ngồi trong khi đó bom đạn nó dây xung quanh giùm, pháo nè, máy bay nè, bắn bỏ bom đủ thứ, nhà cửa ta xung quanh trái, thầy ngồi đây trong ngóc, thầy ngồi thầy tu trong ngóc, thầy không sợ gì hết. Đó thì các con thấy giới luật nó hộ trì như vậy. Cho nên mỗi cái người mà đi ra khỏi đây, thầy nhắc nhủ họ là phải giữ gìn giới hạnh nghiêm chỉnh, có giới hạnh mới bảo trì hỗ trợ họ trên bước đường đi mà được an ổn. Đó là những điều mà thầy đã chứng nghiệm được cái giới luật của Phật nó nghiêm chỉnh, người mà giữ giới luật nó sẽ có sự hộ trì rất là lớn. 30. Không tri túc với các pháp thiện, với các pháp thiện và không thối thất trong sự tinh cần. 30 này không tri túc với các pháp thiện, nghĩa là mình đừng có hiểu, mình đừng có biết đủ với các pháp thiện, mà các pháp thiện cứ càng ngày mình càng tu nhiều là càng tốt. Chứ đừng nói tôi làm bố thí vậy thôi, tôi giờ giữ vậy là đủ rồi, thôi tôi không có giữ thiện nữa, bấy nhiêu là đủ thôi. Đừng có tự mãn ở trong những cái hành động thiện của chúng ta bây giờ đủ đâu, nó còn phải thiện nữa, thiện cho đến khi nào mà chúng ta giải thoát. Ở cái câu mà 10 này á, chúng ta đừng có tri túc ở trong các pháp thiện mà chúng ta hiện làm được, mà chúng ta còn phải làm nhiều các pháp thiện nữa để cho đến khi giải thoát hoàn toàn. Và cũng đừng có thối thất ở trong cái sự tinh cần đối với các pháp thiện, nghĩa là chúng ta phải siêng năng thực hành tăng trưởng các pháp thiện càng ngày càng lớn lên. Mà các pháp thiện đây là gì? Là giới luật của Phật đó. Chúng ta phải thường siêng năng tinh cần nó để mà tu tập. 31. Minh và giải thoát. Minh tức là thấu rõ được cái lý chân của pháp, giải thoát của thật. Cho nên vì vậy có minh là có giải thoát. 32. Tận trí và vô sanh trí. Hễ lậu tận trí mà có thì cái vô sanh trí nó phải có. Đó là cái hiển nhiên mà không thể nào mà chối cãi được. Một cái người mà có lậu tận minh thì tức là phải có vô sanh trí. Cái trí mà họ khởi ra những cái này kia đều là hoàn toàn là phá vỡ, không còn cái trí dính mắc nữa, gọi là vô sanh trí. Nữa thì ở đây nó có 32 cái điều kiện của hai pháp mà đối đãi nhau để trên bước đường mà chúng ta sắp sửa tu tập về cái giới hành, thì chúng ta phải nắm rõ những cái điều này, nhớ phải kỹ, phải làm cho thực hiện trong 32 cái pháp đối đãi này thì chúng ta mới thực hiện được cái giới hành sau này. Tỳ kheo đầu tiên đáng được kính nể và đáng được tán thán hơn. Vì sao vậy? Vì như vậy rõ, vì như vậy sẽ đưa đến tỳ kheo ấy trong một thời gian lâu ngày ít dục, biết đủ khổ hạnh để nuôi dưỡng tinh cần tinh tấn. Nghĩa là như thế nào? Khi mà chúng ta hiểu 32 cái pháp này rồi thì
à, chúng ta giữ gìn những cái điều kiện mà tu tập đúng á, thì cái người tu sĩ đó được kính nể và được tán thán. Còn nếu mà chúng ta không biết giữ gìn á, thì càng ngày chúng ta sẽ càng phạm giới, và càng phạm giới á, thì lâu ngày cái tâm của chúng ta nó sẽ không còn thiểu dục tri túc nữa, và nó chạy theo dục lạc chứ nó không còn biết đủ nữa. Cho nên nó sẽ đưa lần lần chúng ta đi vào một cái ngã sa đọa ở trong thế gian, chứ không có được giải thoát. Vì như vậy sẽ đưa đến tỳ kheo ấy một thời gian lâu dài, lâu ngày. Nghĩa là chúng ta giữ gìn như vậy trong một thời gian rất là lâu, do đó chúng ta mới có ít dục biết đủ, nghĩa là thiểu dục tri túc. Rồi chúng ta sẽ thấy dễ dàng ở trong cái sự khổ hạnh, dễ nuôi dưỡng, tinh cần, tinh tấn. Nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta nó có cái sự siêng năng, hàng ngày càng siêng năng hơn, chứ không phải. Còn nếu mà chúng ta không giữ được gìn, không hiểu thấu được những cái lý hành, cái giới hành này mà theo 32 cái điều kiện đã nêu ở trên này, thì chúng ta khó mà thực hiện được thiểu dục tri túc, khó mà thực hiện được những cái khổ hạnh. Do vậy, này các thầy tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật của ta. Nghĩa là